Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chương 281. Thời gian đầu khi mới nhận được những công nghệ này, điều mà Cố Uyển như nghĩ tới chính là làm thế nào để ứng dụng vào thực tế, chưa từng nghĩ tới, nếu muốn ứng dụng một cách tốt hơn thì còn cần phải tạo động lực, cần tuyên truyền quảng cáo, còn cần phải đảm bảo số lượng hàng bán ra đầy đủ. Cố Uyển như thích hợp với quản lý một công ty độc lập, mà Lan Kiều lại có giác quan nhạy bén hơn nữa. Từ trước tới nay, Cố Uyển như lúc nào cũng rất khâm phục đầu óc và tư duy kinh doanh của Lan Kiều, lần này thì hoàn toàn bái phục luôn rồi. Lập tức thông báo quyết định, cho người bắt tay đi chuẩn bị. Lan Kiều, hay là, cô quay lại đi làm đi, quản lý bộ phận kinh doanh của công ty đi. Lan Kiều lập tức khoát tay, thôi thôi, cô tha cho tôi đi. Bây giờ tôi chẳng chịu được mệt mỏi nữa đâu. Hai cô gái ở cùng nhau lập tức bắt tay vào việc lập kế hoạch. Trong khi đó, Cố Vân Lệ lấy một đơn thuốc ra và nói rằng, bà đã lấy được loại thuốc này trong tay một người thầy thuốc già giỏi giang, uống thuốc này vào thì nhất định có thể nhanh chóng có thai. Điều này khiến cho người có khuôn mặt dày hơn cả trường thành là Giang Hải cũng có chút không chấp nhận được. Bản thân chẳng có bệnh gì cả, việc gì cần phải mượn lực trợ giúp của thuốc thang chứ, hơn nữa, thuốc thì cũng có ba phần độc mà. Đồng ý, thật không dễ dàng mới có thể khiến Cố Vân Lệ vui vẻ như thế. Lau mồ hôi trên trán đi, Giang Hải lái xe tới công ty. Thật trùng hợp lại gặp phải Ngô Vân, hai người trốn ở trong cầu thang nói chuyện. Nè, Lam Sương Nhi muốn tới tỉnh Hải Đông để tổ chức concert, lấy cho anh hai vé nhé. Giang Hải biết Lam Sương Nhi này, là một ngôi sao hạng hai không chìm không nổi, hát hò thì cũng bình thường nhưng mà được cái xinh đẹp, nghe nói quê quán ở thành phố Giang Tư này. Giang Hải không có cảm giác gì với những ngôi sao này. Cố Uyển như cũng không quan tâm chú ý tới điều này, cô thích những người có thực lực kỹ năng diễn xuất thật sự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thể lấy được vé ở phía sau khán đài không? Chúng ta cùng đi xem những ngôi sao này thay quần áo. Giang Hải nhe răng nói đùa một câu, hoàn toàn không xem trọng việc này. Sau khán đài à, anh muốn lấy số phòng cũng chẳng có vấn đề gì hết. Ngô Mẫn ngẩng đầu lên, ra vẻ bí mật nói. Chẳng lẽ, cô ta có liên quan gì với cậu à? Giang Hải ném tàn thuốc đi, ngửi ngửi cổ áo, sợ Cố Uyển như ngửi thấy được mùi thuốc trên người. Ngô Mẫn cười một cách kỳ lạ nói, cô ta muốn thế, nhưng mà tấm thân tôi trong sạch thế này. Thèm thuồng cơ thể của tôi, nhưng mà dễ ăn như thế hay sao chứ? Nói phét, cậu hãy làm điều đó trong giấc mơ đi, quay đầu lại mà nhìn là biết liền người anh em ạ. Những tiểu minh tinh bây giờ, rất chi là kiêu ngạo. Rõ ràng là mua lưu lượng, nhưng lại làm như thể là thật sự có nhiều người quan tâm tới cô ta lắm vậy. Bên cạnh lúc nào cũng nuôi mấy người giả làm fan, lúc nào xuất hiện ở nơi đông người thì đẩy ra diễn, làm như là fan cuồng ấy. Thật sự coi bản thân mình là chiếc bánh thơm ngon không bằng. Thật sự không phải nói điều đâu, nếu như tôi muốn một bộ nội y mà cô ta từng mặc cũng được nữa. Ngô Mẫn nhếch mép cười nói. Thế thì được, thế thì cậu đi kiếm một bộ đang còn nguyên mùi của cô ta về đây. Rồi tự mặc vào cho tôi thưởng thức đi. Ngô Mẫn thấy Giang Hải không tin nên đưa mắt liếc trái liếc phải, như là sợ có ai đó đang nghe trộm bọn họ nói chuyện ấy. Rất chi là bí mật, đè thấp giọng xuống nói, anh có biết cái cô Lam Sương Nhi này là ai không? Là một ngôi sao hạng hai, lẽ nào là thất tiên nữ hạ phàm à? Ngô Mẫn nói, Lam Sương Nhi, chúng ta đều quen biết đó, lúc còn nhỏ còn từng chơi đùa với nhau nữa. Hả? Giang Hải vẫn chẳng có chút ấn tượng gì, mà chủ yếu nhất là ở thành phố Giang Tư gần như không có họ Lam mà. Cô ta tên là Khố Song. Ngô Mẫn nói, cậu quên rồi à, chính là con nhóc thích khóc nhẹ đó, cậu vẫn luôn thích gọi cô ta là mít ướt đó. Trước 9 tuổi, Giang Hải chính là cậu chủ nhỏ của nhà họ Giang, ở thành phố Giang Tư, mặc dù không có địa vị cao lắm, nhưng mà khi đi học cũng toàn học ở trường dành cho quý tộc, những người bạn học này cũng đều có hoàn cảnh gia đình khá giả và có xuất thân bất phàm. Nói như thế này thì Giang Hải đột nhiên nhớ ra. Nhưng mà, đó là một cô nhóc rất xấu xí, so với tiểu minh tinh hạng hai của bây giờ, hoàn toàn chẳng có tí liên quan gì. Cha mẹ của Khố Song đều là những người quản lý cấp cao, thu nhập cũng vô cùng tốt, Giang Hải còn nhớ, đó là một gia đình rất tốt. Nhưng mà, trong năm 9 tuổi đó, nhà họ Giang bị hủy diệt, Giang Hải trở thành một người vô gia cư thật sự, một đứa ăn mày nhỏ bé, nào có đủ điều kiện để đi học nữa chứ. Có một lần, ở trên phố, Giang Hải gặp được cha mẹ của Khố Song đang đưa cô ta đi dạo phố. Giang Hải nhớ lúc ấy mình đói gần chết rồi,
nhìn chằm chằm vào cái bánh mì ở trong tay Khố Song. Sau đó lao lên phía trước. Chiếc bánh mì bị làm bẩn rồi thì đương nhiên là cha mẹ của Khố Song không cần nữa. Vẫn may là người ta cũng chỉ mắng mỏ mấy câu, rồi đưa Khố Song đang khóc nước mắt nước mũi tèm lem đi. Tâm hồn của Giang Hải đã quay lại thời gian áo không đủ mặc, cơm chẳng đủ no kia. Tôi nợ cô ta một cái bánh mì. Cậu nói gì? Không có gì, lấy giúp tôi mấy vé nhé, tất cả đều phải là vị trí tốt nhất, tập đoàn Uyển Như phát thưởng để cho những nhân viên đủ cấp bậc đều được tới xem. Ngô Mẫn sững sốt, mới vừa rồi không phải Giang Hải còn không có hứng hay sao? Có cần lấy thêm bộ đồ lót còn nguyên mùi của cô ta không? Cút đê, để lại tự mình dùng đi. Giang Hải đá Ngô Mẫn một phát. Khi vừa mới về tới thành phố Giang Tư, dường như giữa Giang Hải và Ngô Mẫn có một khách cách nào đó. Ngô Mẫn vẫn luôn cảm thấy, mình đi nhờ vả Giang Hải giống như là một con chó ấy. Nhưng sau đó, Ngô Mẫn dần dần phát hiện ra, từ đầu tới cuối Giang Hải đều rất tôn trọng anh ta, mối quan hệ của hai người cũng dần dần trở về giống như trước kia. Giống như hôm nay, cái gì cũng có thể nói đùa được. Lúc này, trong một khách sạn quốc tế ở tỉnh Tề Vân, trong phòng riêng, đang tổ chức ăn uống linh đình, nâng ly chạm cốc với nhau. Có một số ông chủ giàu có ở địa phương đang ngồi ở đây, bữa cơm này của họ đã mời tiểu minh tinh hạng 2 Lam Sương Nhi tới. Qua 3 tuần rượu, thức ăn cũng ăn được kha khá rồi, mặt mũi mấy sếp lớn này đã đỏ bừng lên, nhất là một người khoảng 30 tuổi ở trong đó, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Lam Sương Nhi, thể hiện dục vọng rõ rệt. Đôi bàn tay thô ráp như tay heo kia đặt trên chiếc đùi dài nuột nà, trắng nõn của Lam Sương Nhi, bắt đầu động tay động chân. Cô Lam Sương Nhi này, em hát thật là hay, cũng thật xinh đẹp. Không biết em đã có bạn trai chưa nhỉ? Hốt hoảng đẩy cái tay bẩn thỉu của người đàn ông kia ra, mặt Lam Sương Nhi lập tức sa sầm xuống. Nếu như công ty nói rõ là loại tiệc này, thì cô ta nhất định sẽ không tới. Nhưng mà, cái tay người đàn ông kia không những không hề lấy đi, mà ngược lại lại còn luồn vào bên dưới váy. Em chưa trả lời tôi đâu, có bạn trai chưa? Vừa chống lại sự quấy rối của cái tay heo kia, vừa cẩn thận quan sát, cô ta sợ người ta nhìn thấy cảnh này, nếu như truyền ra bên ngoài, thì cô không thể nào tiếp tục làm người được nữa. Tin tức phản diện thế này một khi được tuyên truyền ra ngoài, thì giấc mộng minh tinh của cô ta cũng chấm dứt tại đây luôn. Còn chưa nói tới, những ông chủ này, tới cả công ty của cô ta cũng không dám đắc tội nữa. Lam Sương Nhi căng ra đầu ra nói, tôi có bạn trai rồi, anh ấy đang đợi tôi ở dưới lầu. Người kia hung hăng nói, thế thì để cho anh ta đợi tới khi trời sáng đi, sáng ngày mai anh sẽ trả em lại cho anh ta. Ha ha! Lam Sương Nhi, anh chỉ cần em chiều anh một đêm, có yêu cầu gì, em cứ thoải mái đưa ra. Những nơi khác không nói, nhưng ở tỉnh Tề Vân này, chỉ cần anh nói một câu là được. Tay, càng ngày càng thò vào sâu, Lam Sương Nhi đứng vụt dậy theo bản năng, sắc mặt tái mét đi. Nhưng mà hoàn toàn không tránh được bàn tay của người kia, mà ngược lại, lại làm cho người kia thuận tiện xâm phạm Lam Sương Nhi hơn. Bốp! Một tiếng tát tai vang lên, cả căn phòng, lập tức yên lặng lại, tất cả ánh mắt đều nhao nhao nhìn về phía khuôn mặt của Lam Sương Nhi. Ngây ngốc nhìn bàn tay của mình, Lam Sương Nhi biết bản thân mình đã gây họa rồi. Trước khi bước vào cửa, công ty quản lý của mình đã dặn dò kỹ lưỡng, trăm vạn lần không được đắc tội với những người này, nếu như đắc tội họ thì không chỉ đơn giản là bị phong sát, cấm vận mà thậm chí còn phải trả những cái giá mà bản thân không thể nào trả nổi. Nhưng mà, bản năng thôi thúc nên Lam Sương Nhi đã cho người kia một cái bạt tai. Khuôn mặt nóng hừng hực, ánh mắt say rượu của người đàn ông lập tức đỏ quạnh lên. Anh ta, hoàn toàn tức giận rồi. Trên mặt vẫn còn dấu tay của Lam Sương Nhi, trước mặt bao nhiêu người như thế này, lại bị một ngôi sao hạng 2 đánh. Trong giới giàu có này, mặt mũi còn quan trọng hơn cả tiền, đàn bà thậm chí quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Lam Sương Nhi, cô dám đánh tôi. Người kia từ từ đứng dậy, sắc mặt giận dữ cực kỳ hung ác. Cô chẳng qua chỉ là một ngôi sao hạng 2 mà thôi, tôi không biết đã ngủ với bao nhiêu người nổi tiếng hơn cô rồi. Cô nghĩ, tôi không dám chơi chết cô à, hừm. Sắc mặt Lam Sương Nhi rất sợ hãi, vội vàng lảo đảo lùi về phía sau 2 bước. Người kia hừ lạnh, vốn dĩ tôi còn muốn cho cô chút mặt mũi, suy cho cùng thì khi ở trên sân khấu nhìn cô cũng rất được, dần dần cởi bỏ từng lớp quần áo của cô đi, cũng là một loại tình cảm. Bây giờ xem ra là không cần thiết nữa rồi. Ngay tại chính căn phòng này, cô cởi hết ra cho tôi, hầu hạ tôi thật tốt,
rồi sau đó chúng ta lên lầu tiếp tục thuê phòng. Tôi sẽ cho cô biết được, làm một người đàn bà thật ra cũng cực kỳ tốt. Cả một bàn người, mới đầu còn chấn động, nhưng lúc này toàn bộ đều để lộ ra tâm trạng đùa giỡn, bọn họ cũng cực kỳ mong đợi, muốn xem Lam Sương Nhi dưới lớp quần áo rốt cục có dáng vẻ như thế nào. Tôi không phải là loại con gái giống như anh nghĩ. Lam Sương Nhi bị dọa sợ, ánh mắt của người kia như một con rắn độc nhìn chằm chằm cô ta. Tôi không cần biết cô là loại đàn bà nào, ngày hôm nay, cô cần phải trở thành người đàn bà mà tôi muốn, thế là đủ rồi. Lời nói của anh ta, cực kỳ ngang ngược hống hách. Dần dần, cơ thể của anh ta dán sát vào người Lam Sương Nhi, một cái tay giơ ra, mục tiêu chính là cái cổ áo của Lam Sương Nhi. Lam Sương Nhi sợ hãi lùi về phía sau nhưng mà không kịp tránh, cổ áo bị anh ta nắm chặt lấy rồi. Mà ngay sau đó một tiếng xé vải vang lên, một hàng khuy áo bị xé toạc. Lam Sương Nhi hét lên một tiếng, hai tay khua khoáng lung tung theo bản năng. Bốp! Người đàn ông đã uống gần say không thể nào tránh kịp, lại bị tát thêm một cái nữa. Lam Sương Nhi hoàn toàn sững sờ rồi, sự sợ hãi ngập tràn trên khuôn mặt. Nhìn thấy người đàn ông kia đang lao tới, cô ta vội vàng lùi về phía sau mấy bước, chạy về phía cửa. Quay về phòng của mình, nước mắt không nhịn được mà rơi ra. Sương Nhi. Không lâu sau đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của người của công ty quản lý. Lam Sương Nhi lau khô nước mắt, ra mở cửa với đôi mắt đỏ hoe. Người quản lý đẩy cửa bước vào, sắc mặt âm u rất đáng sợ. Sương Nhi, cô rốt cục là nghĩ thế nào vậy, sao cô có thể đánh cậu ta chứ? Cô có biết là, không chỉ có cô mà kể cả là ông chủ của công ty chúng ta, cũng không thể không nể mặt cậu ta không? Lam Sương Nhi rất bực bội, là người kia làm nhục cô trước, làm sao lại biến thành cô là người sai chứ? Anh căn bản không hiểu được tình hình lúc đó. Tôi không cần biết phát sinh chuyện gì, cho dù là cậu ta có chỗ nào không đúng, thì cô cũng không nên đắc tội anh ta. Anh ta, là người mà cô có thể đắc tội à? Cô có biết cô làm như thế này, sẽ đem đến rất nhiều thiệt hại cho công ty không hả? Lam Sương Nhi cắn môi, thở hổn hển. Tôi là một ca sĩ, không phải là một cô gái để cho bất cứ người nào cũng có thể sỉ nhục được. Người quản lý hừ lạnh một tiếng, anh ta đúng là người quản lý của Lam Sương Nhi, nhưng, cơm cũng chẳng phải ăn lương của Lam Sương Nhi, mà là ăn lương của công ty. Nếu như, Lam Sương Nhi bị phong sát, cấm vận thì anh ta sẽ được sắp xếp đi làm quản lý của một người khác. Điều mà một người quản lý cần, chính là sự khéo đưa đẩy. Lúc này, người quản lý nghĩ, cái loại ngôi sao mà không biết nghênh đón tiếp đãi người khác thế này, nhất định là không có ngày mai. Đối với nghệ sĩ mà nói, chẳng cần biết là nam hay nữ, ai mà chẳng phải trải qua tình huống như thế này chứ. Nếu muốn giữ bản thân trong sạch, thì trừ khi bản thân phải có một bối cảnh cực kỳ mạnh mẽ. Chương 282. Sắc mặt của người quản lý rất hung dữ. Bây giờ, cô đi xin lỗi cậu ta ngay, sau đó toàn bộ nghe theo sự sắp xếp của cậu ấy. Chỉ có như thế thì có lẽ anh ta còn có thể bỏ qua cho cô. Không hề che giấu gì hết, ánh mắt của người quản lý nổi lên sự gian tà. Cái loại ngôi sao nhỏ này, đã bị những cậu chủ nhà giàu chơi chán chê, trở thành loại đàn bà mà ai cũng có thể lên giường rồi. Đến cả một người quản lý như anh ta cũng từng chơi không ít rồi. Có lẽ, không lâu nữa thì mình cũng được yêu thương một phen đây. Dù là gương mặt hay là dáng người của Lam Sương Nhi cũng đều là cực đỉnh, nghĩ tới không bao lâu nữa sẽ có thể chơi đùa ở trong tay, người quản lý liếm liếm đôi môi khô của mình, trong lòng cũng cực kỳ chờ đợi. Lam Sương Nhi kiên quyết lắc đầu, bảo tôi phải ở cùng với anh ta, nằm mơ đi. Sắc mặt người quản lý thay đổi. Anh ta không phải là chưa từng thấy cô gái kiên cường, nhưng đứng trước là quyền thế, thì cái gọi là trinh tiết chính là một trò cười. Người quản lý thấy nhiều rồi, mới đầu thì kiên quyết giữ trinh tiết, mà chẳng bao lâu sau lại bị dạy dỗ thành gái điếm đó thôi. Lam Sương Nhi chẳng qua cũng chỉ là cứng miệng mà thôi. Diệp Sương Nhi, lẽ nào, cô muốn chết à? Người quản lý chẳng hề khách sáo mà đe dọa. Tôi khuyên cô, bây giờ ngoan ngoãn đi qua đó cho tôi. Dùng sự duyên dáng của cô khiến cho cậu tả vui là được. Nếu không, không chỉ mình cậu tả không tha thứ cho cô, mà cả công ty cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Phương Đông này, sẽ không có chỗ đứng cho cô nữa đâu. Điều này, không chỉ đơn giản là phong sát, cấm vận đâu. Lam Sương Nhi chỉ có thể trốn chạy, theo cách nhìn của cô ta thì người quản lý này đã phát điên rồi. Ngay tại lúc người quản lý xông lên phía trước muốn cưỡng ép kéo cô ta đi,
thì sắc mặt Lam Sương Nhi tái nhợt đi, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà với lấy bình hoa ở bên cạnh đập tới. Người quản lý bị đau ngã ngồi ở dưới đất, Lam Sương Nhi hoảng sợ chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, có hai người khác bước vào phòng, mặc dù trời đã tối rồi nhưng mà vẫn đeo kính đen, cả người đầy cơ bắp gân guốc, nhìn thấy người quản lý đang máu me be bét khắp cả đầu. Người đâu? Hai đại ca, cái con nhóc thối tha Lam Sương Nhi kia đã chạy mất rồi. Chạy rồi à? Người đàn ông vạm vỡ cười lạnh, người mà cậu tả ưng ý, có thể chạy đi đâu được chứ? Người quản lý vội vàng gật đầu khom lưng, vệ sĩ bên cạnh người của cậu tả cũng là người mà anh ta không thể chọc vào được. Vâng vâng vâng, không chạy được đâu, tin rằng chỉ một lúc nữa thôi cô ta sẽ suy nghĩ thông suốt, chủ động trèo lên giường của cậu tả. Người vệ sĩ lập tức lấy bộ đàm ra, đơn giản căn dặn vài câu để những người cấp dưới tìm kiếm vị trí của Lam Sương Nhi. Mà Lam Sương Nhi sau khi rời khỏi khách sạn, thì lập tức bước vào trung tâm thương mại ở bên cạnh. Mua một bộ quần áo khác để thay, che chắn bản thân lại thật tốt. Ngồi ở một chiếc ghế dài trong công viên, nước mắt lăn dài. Ai có thể ngờ tới được, có một tiểu minh tinh sẽ ngồi khóc một mình ở trong công viên chứ. Cô ta không biết mình nên đi đâu và bắt đầu từ đâu. Một đêm trôi qua, cô ta đã trưởng thành rồi, cũng hiểu rõ rồi. Giấc mộng minh tinh làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ? Phía sau ánh hào quang ẩn chứa bao nhiêu điều bẩn thỉu. Sau khi khóc một hồi lâu, Lam Sương Nhi lẩm bẩm trong miệng gọi mẹ, ôm lấy vai mình rồi run lên kịch liệt. Cô ta nhớ về người mẹ đã qua đời của mình. Trong lúc bình tĩnh lại thì cô ta đột nhiên đứng lên. Cô ta quyết định sẽ quay về thành phố Giang Tư một chuyến, đi viếng mộ Thắng Hương, cúng bái cho mẹ. Trời về đêm, ở thành phố Giang Tư, tại tập đoàn Uyển Như. Trong phòng họp, một nhóm những người quản lý cao cấp đang ngồi thành vòng tròn ăn cơm, vẫn đang không ngừng phát biểu ý kiến cá nhân, tranh luận không ngừng như cũ. Tập đoàn Uyển Như áp dụng văn hóa bàn chuyện trên bàn ăn một cách sinh động và khéo léo, mà, những người quản lý cấp cao này chẳng có một ai phàn nàn gì hết, suy cho cùng thì ở tập đoàn Uyển Như có thể thể hiện được giá trị của bọn họ, cũng có thể kiếm được tiền lương cao mà công ty khác không trả được. Từ khi họp tới lúc này, chủ đề vẫn chính là thương lượng, những việc phải làm tiếp theo đều cần phải chú ý tới những chi tiết nào, lại phải bắt tay vào làm từ góc độ nào là thích hợp nhất. Phần lớn số đông đều đồng ý với kiến nghị của Lan Kiều, khiến cho danh tiếng của tập đoàn Uyển Như hoàn toàn cháy rực lên. Mà muốn cháy rực lên được thì chắc chắn phải đặt tập đoàn Uyển Như lên cùng một vị trí lợi ích cao nhất với Phương Đông. Để công bố một cách rộng rãi thì tập đoàn Uyển Như cần nỗ lực không ngừng nghỉ vì Phương Đông. Thậm chí, còn phải tìm kiếm một người chuyên viết bài thuê để bịa ra một câu chuyện, kể chi tiết về việc những sáng chế công nghệ này được đưa về đất nước như thế nào, tập đoàn Uyển Như đã phải trả giá bao nhiêu. Câu chuyện có phải là thật hay không không quan trọng, điều quan trọng là có thể thu hút được sự cộng hưởng của mọi người là được. Khơi gợi cảm xúc của mọi người một cách hoàn toàn triệt để. Chuyện nào mà khó đoán được là thật hay giả, thì cứ kể đi kể lại 1000 lần rồi nó cũng sẽ trở thành sự thật mà thôi. Đợi tới khi sản phẩm của tập đoàn Uyển Như đưa ra thị trường, thì cần phải có đầy đủ sự ủng hộ của mọi người. Khi có được độ nóng rồi, thì việc tiêu thụ sản phẩm tuyệt đối không phải là vấn đề. Gần nửa đêm thì cuộc họp mới kết thúc. Giang Hải đã gọi điện thoại nói là tối nay không về nhà rồi. Cố Uyển Như nghỉ ngơi ở biệt thự bên trong tổng công ty của tập đoàn Uyển Như. Nằm ở trên giường, Cố Uyển Như cực kỳ ngưỡng mộ tầm nhìn xa trông rộng của Giang Hải. Làm một chỗ nghỉ ngơi bên trong tổng công ty của tập đoàn Uyển Như, quả thực là quá thuận tiện. Ngày hôm sau, tất cả những kế hoạch đã được vạch ra trong buổi tối hôm trước đều được triển khai. Đầu tiên, cần tìm một số nơi phổ cập khoa học lớn, phổ cập kiến thức về cho những người bình thường được biết. Hàm lượng kỹ thuật của những thứ này rốt cuộc là ở đâu? Sau đó, lại giải thích chi tiết hơn, những năm này khoa học công nghệ của Phương Đông bị cấm vận, cần phải trả cái giá rất chi là lớn. Lạc hậu thì sẽ phải chịu đòn, đây chính là chân lý mãi mãi không bao giờ thay đổi. Sự trỗi dậy của con rồng Phương Đông cần có thời gian, sự hiểu biết và cả sự ủng hộ nữa. Tình cảm gia đình, đất nước được lan tỏa một cách nhanh chóng, rất nhiều người nhận được sự cổ vũ và lần lượt truyền tải đi. Tại thời gian nào đó, tùy tiện tìm kiếm một vài tin tức cũng đều thấy những video có liên quan tới công nghệ kỹ thuật chip. Xem những video ngắn kia, khóe miệng Giang Hải nở ra một nụ cười. Cố Uyển Như ở một bên cảm thán thở dài một hơi, cô cũng cực kỳ quan tâm tới chiều hướng của dư luận.
rất nhiều những video gốc này đều tiêu tiền của tập đoàn Uyển Như mà làm đó nha. Sao vậy, đau lòng à? Giang Hải rót một cốc trà, nhẹ nhàng đặt trước mặt cố Uyển Như. Cũng không phải là đau lòng, chủ yếu là lợi dụng tình yêu nước của mọi người như thế này, có đúng không? Giang Hải chẳng nói chẳng rằng gì, mà lại hỏi một câu hỏi khác. Em có từng khom mình cúi chào chưa? Chính là như thế này. Giang Hải khoa tay múa chân, thể hiện tư thế chào ngây ngô của học sinh tiểu học. Hâm à, em có phải học sinh tiểu học đâu. Giang Hải hỏi, vì sao lại phải khom mình cúi chào? Cái này, thuận tiện cho việc quản lý thống nhất ư. Ngày nay, cố Uyển Như đã là bà chủ lớn của tập đoàn Uyển Như mới biết được, điều này không hề có tác dụng cho việc quản lý. Những động tác này, còn có những bài hát ấy, đều là giáo dục cảm hóa lòng yêu nước của mọi người thay đổi một cách vô tri vô giác. Nếu như ai cũng ích kỷ, thì ai sẽ bảo vệ tổ quốc, ai sẽ gánh vác trọng trách của phương Đông. Mặc dù chúng ta đang kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, nhưng mà chúng ta cũng chỉ thuận theo ông trời mà làm thôi. Giang Hải nâng tách trà lên cho cố Uyển Như, hầu hạ bà xã đại nhân uống trà, trà nguội rồi, có thể sẽ hơi đắng. Không cần biết là thông qua cách thức nào, chỉ cần có thể tập hợp được tất cả mọi người, đoàn kết thống nhất với nhau thì đó chính là điều tích cực rồi. Giang Hải ngồi đối diện với cố Uyển Như. Vợ ơi, anh có một người bạn ở đảo quốc, anh ta kể cho anh nghe một câu chuyện. Ở trên đảo đất chật người đông, lương thực đương nhiên chỉ dựa vào việc nhập khẩu. Nhưng mà, điều này đối với một dân tộc là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không đủ ăn thì cũng không thể dần dần bị thay thế được, tới cuối cùng khi một hạt lương thực cũng không thể sản xuất ra được thì người khác muốn khiến mình bị đói bụng, thì mình sẽ phải đói bụng. Thế nên, đương nhiên cần phải xem xét tới vấn đề an toàn lương thực của bản thân. Đảo quốc nhập khẩu một lượng lớn lương thực ở phương Đông, lấy giá thấp nhất có thể để bán ra cho người dân. Những loại gạo này vô cùng khó ăn, chỉ là có thể khiến họ không đói nữa thôi, nếu so với những hạt gạo do đảo quốc tự mình sản xuất ra được, thì chả khác gì thức ăn dành cho heo cả. Anh nói thế em có hiểu được tí nào không? Ánh mắt lấp lánh của cố Uyển Như nhìn Giang Hải mang theo một tia bái phục. Người đàn ông này, nói về vấn đề học vấn thì đúng là một kẻ không ra gì. Nhưng nói tới những vấn đề lớn thì lại hợp lý và rất có cơ sở. Cố Uyển Như hiểu rõ ý của Giang Hải. Đảo quốc làm như thế thứ nhất là để xây dựng niềm tin về việc phát triển lương thực của quốc gia mình, thứ hai là để tăng sự tự tin và niềm tự hào dân tộc của mình lên, để cho người của đảo quốc đều tin tưởng rằng, những người nước ngoài đều ăn thức ăn dành cho heo. Đây là một kiểu lừa dối, nhưng đối với dân tộc mà nói thì lại có ý nghĩa bất phàm. Ngày hôm đó, khi về nhà, cố Uyển Như ngồi đối diện máy tính tiếp tục bận rộn với công việc. Cô đang xem những chiến lược kinh doanh tiêu thụ hàng hóa. So sánh với những cách làm của tập đoàn Uyển Như, đang suy ngẫm về bản thân. Có lẽ, sự phát triển của tập đoàn Uyển Như chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn. Cố Uyển Như là một người nghiêm túc và có trí nhớ tốt, không cần biết là học cái gì hay làm cái gì, cô đều dành hết tâm huyết để làm. Khi muốn vươn vai để nghỉ ngơi thì Giang Hải đã ngủ từ lâu rồi. Sáng ngày hôm sau khi ăn sáng xong, cố Uyển Như lấy chìa khóa đi ra ngoài. Cô nhất định phải học được cách tự lái xe, không thể đi đâu cũng cần Giang Hải được. Giang Hải sợ không an toàn nên muốn đi theo để hướng dẫn, nhưng lại bị cô cự tuyệt. Cố Vân Lệ lắc đầu, cái con bé này, từ bé đã cứng đầu như thế rồi. Muốn làm gì thì 100 con trâu cũng không kéo lại được đâu. Không lâu sau, Ngô Mẫn gọi điện thoại tới, Giang Hải đang rảnh rỗi phát chán, nên nói sẽ tới văn phòng của Ngô Mẫn uống trà. Mặc dù không phải là lần đầu tiên lái xe, nhưng mà cố Uyển Như vẫn căng thẳng tới mức cả người đều hơi run run, cả người đều cứng ngắc hết cả lên. Càng căng thẳng thì đôi tay nắm lấy vô lăng càng chặt hơn. Mắt nhìn chằm chằm về phía trước, dáng vẻ thận trọng cẩn thận của cô thật khiến người ta buồn cười. Trong miệng còn lẩm bẩm, tiến về phía trước, thả phanh ra, đạp chân ga. Ôi chết, quên thắt dây an toàn rồi. Làm sao mà không động đậy thế nhỉ? À, quên thả phanh rồi. Vừa lái được một lúc thì trong lòng lại trào lên một niềm vui sướng, lái xe thật ra không khó, chỉ là chưa quen mà thôi. Ra khỏi khu nhà ở, vẫn rất chi là thuận lợi, rẽ qua mấy cái đèn giao thông thì đã đi vào vòng xuyến rồi rẽ vào con đường đi về phía tây. Lúc này, điện thoại vang lên, cố Uyển Như liếc nhìn, vừa nhìn thì thấy là quản lý cấp cao của một bộ phận gọi tới, nghĩ chắc chắn là có chuyện gì rồi. Thuận tay nhận điện thoại. Hoàn toàn không chú ý tới đèn xanh ở phía trước đã chuyển thành đèn đỏ rồi. Đợi đến khi cố Uyển Như hoàn hồn lại,
lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phía trước có một người đang đi tới. A, tránh ra đi. Cố Uyển như bị họa hét lên một tiếng. Hai tay theo bản năng che mắt lại, mà chân lại đạp vào chân ga. Lúc này trong đầu óc Cố Uyển như là một khoảng trống rỗng. Chỉ nghe tiếng hô hoán từ bên ngoài, chiếc xe trực tiếp lao qua ngã tư, tông vào một cây cột điện rồi mới dừng lại. Trái tim thắt lại gần như là nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi. Nhìn cây cột điện nghiêng ngả như muốn gãy ra. Cố Uyển như hoàn toàn bị dọa ngốc rồi. Đụng trúng người rồi, đụng trúng người rồi. Một bà lão kêu lên thu hút sự chú ý của người qua đường. Sau khi hét lên, Cố Uyển như mới hoàn hồn, bị dọa sợ cả người mồ hôi lạnh. Đầu óc như muốn nổ tung, chỉ cho rằng bản thân đã đụng chết người rồi. Làm thế nào bây giờ? Này cô có sao không? Tiếng gõ cửa xe vang lên, bên ngoài xe có một người thanh niên tò mò nhìn vào bên trong. Đụng trúng người ta rồi, còn không xuống xe nhìn xem thế nào à? Cũng là người có lòng nhiệt tình, Cố Uyển như vội vã gật đầu. Bước ra khỏi xe với vẻ mặt lo lắng, có một cô gái đang loạng choạng đứng lên từ dưới đất. Chương 283. Người này đội một chiếc mũ lưỡi chai, đeo kính mát, cả người được bọc kín lại nên không nhìn được rõ mặt người. Lúc cô ta đi là khi đèn xanh nên cũng không chú ý tới chiếc xe đang chạy chậm không dừng lại mà đột nhiên lao nhanh ra như thế, nên hoàn toàn không có phản ứng gì được. Xin lỗi, cô có sao không? Cố Uyển như quan tâm hỏi han. Nhìn thấy mọi thứ cũng không quá khủng khiếp, ít nhất nhìn thấy người cũng không bị thương lắm, nên Cố Uyển như cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tôi không sao, không sao. Lam Sương Nhi đang đi giày cao gót vừa thử bước một cái thì thấy chân cực kỳ đau. Môi bị cắn tái nhợt đi, cả khuôn mặt đều thể hiện sự đau đớn. Nhìn thấy hành động không tự nhiên kia, Cố Uyển như biết là thật sự đã làm người ta bị thương rồi. Hình như cô bị thương rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện nhé. Lam Sương Nhi không muốn đi bệnh viện, suy cho cùng thì cô vẫn là người của công chúng, vừa bước vào bệnh viện mà có người nào đó nhận ra thì lập tức sẽ bị đồn thổi ra ngoài ngày. Cô ta quay người rời đi mà không muốn gây thêm rắc rối, dường như người làm sai là cô ta ấy. Nhưng, chưa đi được hai bước thì lại loạng choạng suýt nữa thì ngã lăn ra rồi. Không được, cô bị thương rồi, nhất định phải tới bệnh viện. Cố Uyển như tuyệt đối không phải là loại người làm sai mà không dám chịu trách nhiệm, kiên trì muốn đỡ Lam Sương Nhi lên xe. Chiếc xe này là xe hạng sang, sau khi va chạm thì chỉ bị biến dạng một chút mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng lắm tới việc lái xe. Cũng thật là trùng hợp, có một nhân viên của tập đoàn Uyển Như đi qua, nhìn thấy Cố Uyển Như nên vội vàng bước tới giúp đỡ. Dưới sự hỗ trợ của người kia, Cố Uyển Như đã đưa được người đó lên xe đi bệnh viện. Bệnh viện Trấn Hoa của thành phố Giang Tư chính là một công ty liên doanh mới thành lập cách đây không lâu, nhưng mà lại được đánh giá nằm trong top 3 bệnh viện tốt nhất ở đây. Trong đó, cổ đông lớn nhất chính là tập đoàn Uyển Như. Mà, cổ đông lớn thứ hai chính là Cơ Tử Hùng. Nghe nói Cố Uyển như đang trên đường tới bệnh viện vì một vụ tai nạn giao thông, viện trưởng cũng bị dọa nhảy dựng lên. Hỏi rõ ràng ra thì mới biết, thì ra là Cố Uyển như lái xe đụng phải người khác. Viện trưởng không hề do dự, lập tức triệu tập một đám chuyên gia ngay tức khắc sắp xếp các loại kiểm tra. Tất cả các phòng khoa đều tập hợp lại một chỗ, chuẩn bị một đại hội, chuẩn đoán cho Lam Sương Nhi, dọa cho Lam Sương Nhi sợ nhảy dựng lên. Thế này, cũng quá khoa trương rồi. Xe chỉ hơi đụng vào người cô ta một chút thôi, đến cả da cũng chẳng bị chảy nữa là. Nói tới bị thương thì cũng chỉ là hơi trẹo chân một tí mà thôi. Dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Cố Uyển như vẫn đang lo lắng như cũ kia. Người con gái này, thân phận không hề đơn giản, không giàu có thì cũng quyền quý. Nhưng mà, ở thành phố Giang Tư này Lam Sương Nhi cũng chưa từng nghe nói tới nhà họ Cố. Lẽ nào, cô ta là con gái nuôi của một ông chủ giàu có nào? Loại chuyện này, không hề hiếm gặp, hơn nữa, nhìn dáng vẻ Cố Uyển như lại thuần khiết ngọt ngào như thế nữa. Nhưng mà, Cố Uyển như cực kỳ không giống với những cô gái bán thân cầu vinh kia, đơn giản mà nói thì khí chất trên người cô đã là thứ không phải người con gái bình thường nào có thể có được rồi, khi đối mặt với viện trưởng, rất tự nhiên để lộ ra sự uy nghiêm của một người bề trên. Mà viện trưởng với những chuyên gia kia thì lại vô cùng nịnh nọt, tuyệt đối không phải là một người phụ nữ cáo dựa oai hùng. Không cần phải kiểm tra đâu. Lam Sương Nhi quay về thành phố Giang Tư chỉ vì muốn tới thắp hương thăm mộ cho mẹ mà thôi,
nên không muốn làm chậm trễ thời gian với những việc kiểm tra chẳng có ý nghĩa này. Tôi thật sự là không sao mà, chỉ bị trẹo chân một chút thôi. Cố Huyền Như vẫn như cũ nắm chặt lấy Lam Sương Nhi. Không được, nhất định phải kiểm tra rõ ràng, cô có chỗ nào không thoải mái thì cần phải nói với bác sĩ, tôi không thể để cho người khác nói tôi không có trách nhiệm được. Hôm nay, là do tôi không tốt. Bình thường, đều do chồng tôi lái xe. Nói thật, tôi lái xe đi làm cũng mới chỉ là ngày thứ hai mà thôi. Tôi ngốc quá, lại khiến cô bị thương rồi. Lam Sương Nhi đã không còn đau như khi nãy nữa, mỉm cười nói, không đâu, tôi cảm thấy cô rất là thông minh. Đây chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Vào giây phút này, Cố Huyền Như đang vô cùng dầu dĩ, bản thân rõ ràng là không quen lái xe cho lắm, lại còn nhìn điện thoại nữa, thật sự là đáng chết mà. Cuối cùng, sau khi điều trị mắt cá chân cho Lam Sương Nhi, mấy người chuyên gia và viện trưởng đều đảm bảo lại một lần nữa, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì khác, thì sắc mặt Cố Huyền Như mới nhẹ nhàng hơn. Cố Huyền Như tự trách bản thân mình mà nghĩ thầm trong bụng rằng sau này vẫn cứ để Giang Hải lái xe thôi, sự cố ngày hôm nay chính là kết quả của việc mình tự làm theo ý mình. Nghĩ như thế nhưng mà vẫn có chút sợ hãi. Đồng thời, Lam Sương Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế mà lại không có ai nhận ra cô ta cả, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút chua xót, bản thân mình thật sự không hề có chút danh tiếng nào cả ư. Lúc cô ta cởi mũ và kính ra mà Cố Huyền Như chẳng có phản ứng nào, Lam Sương Nhi đã biết rằng Cố Huyền Như thật sự không nhận ra được mình là một ngôi sao hạng hai. Ra khỏi bệnh viện, Cố Huyền Như hỏi, cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về nhà nhé. Lúc này chân của Lam Sương Nhi chỉ đi đường không được thuận tiện cho lắm, chứ cũng không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là, thế này mà đi thắp hương cho mẹ thì sợ là cũng không thuận tiện cho lắm. Lại càng không muốn nghĩ nhiều tới chuyện cần tiền bồi thường hay gì cả, suy cho cùng thì việc quay về thành phố Giang Tư là để tránh tai họa chứ cũng chẳng phải là đi nghỉ dưỡng. Tôi ở khách sạn, tự mình bắt xe về là được rồi. Cô ở khách sạn à? Khách sạn nào thế? Lam Sương Nhi suy nghĩ một lúc, rồi nói ra tên khách sạn. Cố Huyền Như lập tức gọi một cuộc điện thoại, sắp xếp Lam Sương Nhi tới khách sạn Holiday. Bởi vì khách sạn mà Lam Sương Nhi đang ở chỉ là một khách sạn nhỏ bình thường hơi tốt một chút mà thôi, cô nào biết được, Lam Sương Nhi làm như thế là vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác mà thôi. Khách sạn Holiday của thành phố Giang Tư là của công ty chúng tôi, cô cứ yên tâm ở đó cho tới khi nào đi thì thôi, không cần phải bỏ ra bất cứ chi phí nào hết. Dù sao thì cũng đụng chúng người ta, Cố Huyền Như vẫn cảm thấy áy náy. Không cho người nhân viên đi theo kia đưa đi. Cố Huyền Như vẫy một chiếc taxi. Ngồi vào bên trong, nói địa chỉ xong Cố Huyền Như và Lam Sương Nhi cũng bắt đầu tán dóc, giữa phụ nữ với nhau thì vẫn luôn có thể tìm được chủ đề để nói chuyện, ví dụ như chăm sóc da như thế nào, hay là ăn thức ăn nào thì có thể giảm béo được. Trên xe, đang phát những bản nhạc đang thịnh hành ở hiện tại, có một bản nhạc thu hút sự chú ý của Cố Huyền Như. Bài hát này hay nhờ, bác tài ơi, bài hát này tên là gì thế? Lam Sương Nhi có chút sửng sốt, bởi vì bài hát này là do cô hát. Chỉ là, cô đã đắc tội với cậu tả kia rồi, lại còn đánh cả người quản lý nữa, như thế thì chắc chắn đã đụng chạm đến công ty một cách nghiêm trọng rồi. Sau này, con đường đi tới ánh hào quang sợ là đã kết thúc tại đây rồi. Bài hát này, cô chỉ hát một lần trên sân khấu, sợ là sau này trở thành bài hát độc nhất vô nhị rồi. Đỡ Lam Sương Nhi bước vào khách sạn, người giám đốc quản lý khách sạn đang đi tuần tra. Khi nhìn thấy Cố Huyền Như lập tức hít một ngụm khí lạnh. Còn tưởng rằng, Cố Huyền Như đột xuất tới kiểm tra hiệu quả công việc của bọn họ nữa cơ chứ. Người quản lý khách sạn vội vàng bước lên chào hỏi, Cố Tổng. Lại có mấy người nhận ra Cố Huyền Như, từng tiếng chào hỏi vang lên, tất cả mọi người đều gọi cô một tiếng Cố Tổng. Cố Huyền Như liên tục gật đầu, bây giờ, không cần biết cô đi tới đâu đều được chào hỏi như thế, quen rồi thì cũng thấy bình thường. Phòng tổng thống trên tầng cao nhất có ai ở chưa? Chưa có người ạ. Thế thì để cho bạn tôi ở đi nhé. Lời nói của Cố Huyền Như rất chắc chắn, nhân viên làm việc ở khách sạn Holiday cũng không có tư cách để chất vấn. Giám đốc nhìn Lam Sương Nhi đột nhiên cảm thấy có chút quen quen, nhưng trong chốc lát thì cũng không thể nhớ ra là ai cả. Lập tức đưa Lam Sương Nhi đi làm thủ tục nhận phòng. Cái tên nhìn trên biểu ghi chép đăng ký là Khố Song. Giám đốc âm thầm lắc đầu. Cái tên đặc biệt như thế này nếu như đã từng gặp, thì chắc chắn sẽ có ấn tượng mới đúng. Định đỡ Lam Sương Nhi đi lên lầu nhưng lại bị cô từ chối.
không cần đâu, cô khách sáo như thế này sẽ khiến tôi ngại đó. Cố Huyền Như cũng chỉ có một chút áy náy trong lòng mà thôi, hơn nữa Lam Sương Nhi cũng rất dễ nói chuyện. Đây là danh thiếp của tôi, cô có yêu cầu gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi. À, đúng rồi, còn nữa, cô bảo khách sạn đi làm cũng được nha. Sau khi dặn dò xong thì Cố Huyền Như mới nhanh chóng quay về công ty, hai ngày nay thật sự là có không ít việc cần phải giải quyết, đến bệnh viện rồi về khách sạn mất toi cả thời gian nửa ngày rồi. Lam Sương Nhi chẳng qua chỉ là một ngôi sao hạng hai mà thôi, khi ra ngoài cũng chỉ có thể ở những khách sạn bình thường, vẫn thật sự chưa có lần nào được vào ở phòng tổng thống cả, vừa bước vào cửa thì bị sự sang trọng ở bên trong gây sốc rồi. Thành phố Giang Tư, cũng có người có thể sử dụng những loại phục vụ sang trọng như thế này ư, xem ra là những người kia nói không sai. Thành phố Giang Tư của hiện tại, đang phát triển cực kỳ nhanh. Quay đầu lại, cầm lấy tấm danh thiếp của Cố Huyền Như. Đôi mày của Lam Sương Nhi hơi nhíu lại. Tập đoàn Huyền Như, sao mình chưa từng nghe nói tới nhỉ? Cha của Lam Sương Nhi năm ngoái cũng đã cưới một người vợ kế, rồi cũng rời khỏi thành phố Giang Tư rồi. Vừa rời đi chỉ có 2 năm mà sự phát triển của thành phố Giang Tư khiến Lam Sương Nhi thật sự là khó tin. Cố Huyền Như, tập đoàn Huyền Như, tổng giám đốc. Cô ấy là tổng tài của một tập đoàn. Thật sự là bị dọa ngất luôn rồi, thì ra, Cố Huyền Như thật sự không phải là một bình hoa di động, mà chân chính là một bà chủ giàu có xinh đẹp thật sự. Rất nhanh sau đó, Lam Sương Nhi lập tức lắc đầu cười khổ, người khác có thân phận là gì thì có liên quan gì tới cô ta đâu chứ. Mà, ở dưới lầu, giám đốc đang cung kính tiễn Cố Huyền Như rời đi. Quay đầu lại, nhìn lên trên một cách nghi hoặc, ở trong lòng cứ luôn cảm thấy người con gái mà Cố Tổng vừa mới đỡ vào đây, luôn tạo cho anh ta một cảm giác quen thuộc khó quên. Lấy điện thoại di động ra, nhập hai chữ Khố xong vào, nhưng mà những thông tin hiện ta đã khiến anh ta điên cuồng lên. Thì ra là thế, Khố Song là tên thật, còn Lam Sương Nhi là nghệ danh. Người con gái trong ảnh, nhìn thì có vẻ đẹp hơn dáng vẻ vừa mới thấy lúc nãy, thời đại này không có nhan sắc thì không thể sống được, nên ảnh của các ngôi sao đều đã được chỉnh sửa lại nhiều lắm rồi. Thì ra là cô ta. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, lập tức dặn dò cấp dưới đối với vị khách đang ở phòng tổng thống kia nhất định phải hầu hạ cẩn thận, bất kể là yêu cầu gì cũng cần phải đáp ứng hết. Từ khi đắc tội với cậu ta, sợ những người kia sẽ tới tìm mình nên Lam Sương Nhi vẫn luôn tắt điện thoại. Mở điện thoại ra, vốn dĩ là muốn lưu số điện thoại của Cố Huyền Như vào. Nhưng mà, vừa mới mở điện thoại ra thì những tiếng vang tinh 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 vang lên không ngớt. Các loại tin nhắn, tin tức dồn dập hiển thị hơn trăm cái. Có những cái tới từ tỉnh Tề Vân, đó là những lời đe dọa của đám bạn bè đầu đường xó chợ của cậu tả, bảo cô ngoan ngoãn nghe lời, cởi sạch quần áo bỏ về như một con chó. Còn có tin nhắn của người quản lý gửi tới, mục đích của bọn họ đều giống nhau, đó chính là dùng lời lẽ đe dọa để ép Lam Sương Nhi trở về. Sắc mặt Lam Sương Nhi sa sầm xuống, trong lòng hiểu rõ rằng con đường làm minh tinh này của mình đã đi tới khúc cuối rồi. Cuối cùng có kết cục như thế nào khó lòng mà dự đoán được. Thêm nhiều những tin nhắn khác nhưng cô ta lười xem chúng. Toàn bộ đều là những lời lẽ mắng chửi, nhục mạ mà thôi. Vừa mới muốn tắt điện thoại vứt sang bên cạnh thì một tiếng tinh vang lên, lại có một tin nhắn được gửi tới. Cái tên hiển thị lên chính là Hoàng Tổng của công ty giải trí. Lam Sương Nhi mở ra xem. Nội tình sự việc như thế nào tôi đều đã biết cả rồi, không cần biết cô đang ở đâu thì khi đọc được tin nhắn này hãy gọi lại điện thoại cho tôi. Không cần biết nói như thế nào thì cô cũng là người của công ty. Cô ta là người của công ty, Hoàng Tổng nói như vậy, có phải là muốn chủ trì công đạo cho cô ta hay không nha? Suýt chút nữa thì Lam Sương Nhi cảm động tới mức lệ rơi đầy mặt rồi. Lập tức gọi điện thoại đi, sau khi kết nối được thì có một giọng nói lười biếng truyền tới. Là Lam Sương Nhi à? Là tôi, Hoàng Tổng, anh nghe tôi nói. Cậu tả, anh ta. Quá trình tôi đều biết hết rồi. Hoàng Tổng ngắt lời Lam Sương Nhi, giọng nói lạnh như băng. Lam Sương Nhi, công ty bồi dưỡng cô như thế, lẽ nào đây là cái cách cô báo đáp công ty ư? Chẳng qua chỉ là bầu bạn một bữa rượu mà thôi, cô thế mà lại đánh cậu chủ tả, trong mắt cô có còn công ty hay không, có còn chúng tôi hay không? Bây giờ cô lập tức quay về công ty cho tôi, vấn đề hợp đồng của chúng ta cần phải bàn bạc lại cho kỹ. Chương 284. Lam Sương Nhi mặc dù ngây thơ nhưng mà không hề ngốc nghếch. Giọng điệu của Hoàng Tổng không tốt tí nào, hơn nữa mục đích cũng không đơn giản gì. Hoàng Tổng,
hợp đồng của chúng ta có vấn đề gì thì ông cứ nói thẳng đi. Lam Sương Nhi, nếu cô đã hỏi thì tôi cũng nói rõ nhé. Hoàng Tổng lập tức đổi một bộ mặt khác ghê tởm hơn, giọng điệu cực kỳ hung hăng. Nếu cô thông minh thì lập tức quay về tỉnh Tề Vân, đi theo cậu tả, anh ta bảo cô làm gì thì cô phải ngoan ngoãn mà làm theo. Nếu không, hừ hừ. Lam Sương Nhi không ngờ, một công ty giải trí mà lại có thể bẩn thỉu như thế. Cái mà cô ta không biết được, đó chính là ở trong bóng tối còn bẩn thỉu hơn cô ta tưởng tượng nhiều. Vội vàng nói, nếu tôi không đồng ý thì sẽ như thế nào? Phong sát tôi à, Hoàng Tổng, tôi chấp nhận bị cấm vận, từ bây giờ trở đi dù không được hát hò biểu diễn gì nữa, thì tôi cũng không đồng ý bị người khác làm nhục. Hay cho một cô gái bảo vệ trinh tiết của mình. Hoàng Tổng cười lạnh, nếu như cô không đồng ý thì không chỉ công ty chấm dứt hợp đồng với cô, mà còn khiến cô phải bồi thường một số tiền lớn vi phạm hợp đồng nữa. Quay về đọc lại hợp đồng đi, số tiền mà cô phải bồi thường chính là 20 triệu đó. 20 triệu, Lam Sương Nhi hít một ngụm khí lạnh, một minh tinh hạng 2, cô ta chẳng qua cũng mới chỉ hơi hơi nổi tiếng mà thôi. Dưới sự sắp xếp của công ty đi khắp nơi để tham gia biểu diễn, cũng chỉ mới kiếm được vài triệu mà thôi. Lúc này, Hoàng Tổng lại bắt cô ta bồi thường 20 triệu. Trên thế giới này, còn có đạo lý nữa không? Trong quá khứ, đối mặt với số tiền bồi thường có giá trị trên trời này, chẳng có người phụ nữ nào có thể giữ chặt chiếc cúc áo của mình được. Khi đặt chân vào cái vòng luẩn quẩn này rồi, thì đã sớm làm công tác chuẩn bị tư tưởng rồi, càng lâu thì càng giác ngộ ra. Trên thế giới này, chẳng có bữa cơm nào là được ăn một cách dễ dàng cả. Hoàng Tổng đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lam Sương Nhi như một con cún ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt mình, để mặc mình xử trí rồi. Chẳng qua, trước lúc đó thì Lam Sương Nhi cần phải hầu hạ cậu tả cho tốt, anh ta là người mà bản thân mình cũng không thể nào đắc tội được. Tiền, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Cô dám đánh cậu tả, cô có biết nếu đánh anh ta thì sẽ có hậu quả gì không? Có biết Tiểu Phi đã từng nổi tiếng một thời gian không? Chỉ vì cô ta không hầu hạ được cậu tả cho tốt. Mà kết quả bị bán tới quốc đảo quay phim đó, sau này liền trở thành một con điếm người ta mặc sức chơi đùa đó. Sắc mặt Lam Sương Nhi tái nhợt đi, câu chuyện về Tiểu Phi cô ta cũng từng nghe rồi. Cũng đã từng nghe một chút những tin tức của Tiểu Phi, đại khái là không giữ được trinh tiết, không những bị cấm vận mà còn bị hành hạ về thể xác nữa. Thật không ngờ, tất cả mọi thứ này đều là có người khống chế ở phía sau. Tôi cho cô thời gian 2 ngày. Nếu như cậu tả tức giận thì cô sẽ chết rất là thê thảm đó. Nói xong thì Hoàng Tổng tắt điện thoại luôn, nụ cười hung ác ở khóe miệng, càng ngày càng điên cuồng hơn. Quản lý lương lậu của cả một công ty giải trí, thì cuộc sống đương nhiên là rất phóng đãng rồi. Cầm chiếc điện thoại ở bên cạnh lên, dùng giọng điệu ra lệnh cho cấp dưới sắp xếp 2 cô em mới nổi tới. Mà, bên phía Lam Sương Nhi thì cả người đều mềm nhũn ra rồi. 20 triệu. Cô ta lấy ở đâu ra 20 triệu chứ? Tìm thấy bản hợp đồng điện tử, lật qua lật lại. Lúc này mới chú ý tới, cái bản hợp đồng này thế mà lại có rất nhiều sơ hở lớn. Lam Sương Nhi nếu ngoan ngoãn nghe lời thì vẫn sẽ là tiểu minh tinh như cũ. Nếu như không nghe lời thì, trước hết sẽ làm cho cô bị táng ra bại sản, rồi lại khiến cô trở thành gái điếm mà thôi. Trong văn phòng của Ngô Vân, Giang Hải đang rảnh rỗi uống trà. À, đúng rồi. Vé xem biểu diễn thế nào rồi? Giang Hải nhớ tới Khố Song, cũng nhớ tới việc năm đó đã cướp bánh mì của cô ta. Giang Hải đói muốn chết, ăn ngấu ăn nghiến, bây giờ nhớ lại hoàn toàn không nhớ được hương vị của chiếc bánh mì đó là như thế nào nữa. Ngô Mẫn lắc đầu, thật sự là xấu xa mà, tôi đã gọi điện thoại cả ngày rồi. Đầu tiên thì không có ai nhấc máy cả, sau đó thì lại bị tắt điện thoại luôn. Bất lực vứt điện thoại sang một bên, Ngô Mẫn cảm thấy rất mất mặt. Chỉ có 2 cái vé thôi mà, cũng không phải là không trả tiền. Hơn nữa, Ngô Mẫn thiếu chút tiền này à, nếu cần thì có minh tinh nào không thể mời tới được chứ? Tôi thấy cậu đang nói phét thì có. Đang buôn chuyện thì điện thoại của Giang Hải đột nhiên vang lên, sau khi nhận điện thoại thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cố Uyển như thế mà lại có chuyện rồi. Nghe thấy Cố Uyển như không có việc gì, cũng nhẹ nhõm được một nửa. Lập tức đứng dậy, quay về tập đoàn Uyển Như. Quay về tới công ty thì Cố Uyển Như đang họp cùng với những quản lý cao cấp rồi. Mấy ngày này, Cố Uyển Như hơn nửa thời gian đều ở trong phòng họp. Những người phụ trách liên quan đã liên hệ rất nhiều nơi rồi, 3 ngày sau sẽ chính thức công bố tin tức ra ngoài.
thông qua sự xem xét kỹ lưỡng cuối cùng cũng quyết định sẽ công bố về hai dự án công nghệ kỹ thuật có liên quan tới ngành sản xuất chip. Uyển Như, tôi thấy, tập đoàn Uyển Như có thể đồng thời công bố kế hoạch tiếp theo được rồi. Lan Kiều từ đầu tới cuối vẫn duy trì sự yên lặng, lúc này mới mở miệng ra nói, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang. Đầu tiên, tập đoàn Uyển Như thành lập một dự án nghiên cứu chuyên môn. Thứ hai, trực tiếp công bố rằng để thúc đẩy sự tiến bộ của ngành khoa học công nghệ của Phương Đông, nên chia sẻ những dự án nghiên cứu khoa học này với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học. Cuối cùng, mời Minh Tinh làm người đại diện, để thu hút chủ đề. Lan Kiều nói xong, cả hội trường vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Thành lập dự án nghiên cứu là cách làm thông thường nhất, suy cho cùng thì khoa học công nghệ không tiến bộ cuối cùng cũng sẽ bị đào thải mà thôi. Chia sẻ với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học thì không có vấn đề gì, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học của thành phố Giang Tư là do tập đoàn Uyển Như đầu tư xây dựng một mình, tất cả thành quả kỹ thuật cũng đều là của tập đoàn Uyển Như. Nếu nói như thế thì chẳng qua là đội thêm một cái mũ cho mình mà thôi. Chỉ là điều kiện cuối cùng, mời Minh Tinh làm người đại diện thì còn cần phải bàn bạc lại. Dự án nghiên cứu khoa học, lại mời Minh Tinh làm người đại diện, chưa từng nghe thấy bao giờ. Chẳng qua, mọi người cũng nghe hiểu được lời nói của Lan Kiều. Từ những hành vi chưa từng có trước đó được đưa ra tranh luận nhiệt tình, chỉ cần có người thảo luận thì không cần biết là chính diện hay phản diện, thì đều có tác dụng tuyên truyền. Lan Kiều mỉm cười, thứ mà chúng ta cần là độ nóng, là tính thời sự. Cả hội trường chìm vào sự yên lặng. Cố Uyển Như chìm vào trong suy nghĩ, cô tin tưởng ánh mắt của Cố Uyển Như, cũng cảm thấy chuyện này có vẻ khả thi. Nhưng mà mời ai làm người đại diện đây? Cố Uyển Như đột nhiên nhớ tới bài hát nghe được ở trên chiếc xe kia, những bài hát thịnh hành hiện nay của những minh tinh trẻ phần lớn là những bài hát nhạc pop nhẹ nhàng, ca từ được viết rất hay, cực kỳ bắt tai. Mọi người nói, Lam Sương Nhi được không? Cô ta là ai? Lan Kiều cũng chưa từng nghe nói tới. Cố Uyển Như cũng thuận miệng nói một tiếng mà thôi. Thảo luận một vòng mà tạm thời chưa có kết quả, chủ đề cũng loạn hết cả lên, tạm thời không nói tới vấn đề này nữa, tiếp tục thảo luận tới vấn đề tiếp theo. Tới giờ ăn cơm rồi, Giang Hải cuối cùng cũng đợi được Cố Uyển Như đi ra từ phòng họp. Hỏi một chút về tình hình sự việc, rồi phàn nàn về việc này. Vừa nghe thấy vụ tai nạn xe đã dọa Giang Hải nhảy dựng lên. Được rồi, anh đừng càm giảm em nữa, sau này, em không lái xe nữa, được không? Cố Uyển Như cũng rất tự trách bản thân mình, may mà không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Giang Hải chỉ là lo lắng mà thôi, nếu Cố Uyển Như không có việc gì thì cũng không muốn nói nhiều nữa, thậm chí còn chẳng hỏi chi tiết về vụ việc nữa. À, chồng ơi, anh cảm thấy sự khai thác và ứng dụng của công nghệ chip mà tìm người nổi tiếng để làm người đại diện thì thế nào? Cái này cũng cần tìm Minh Tinh làm người đại diện à? Giang Hải không hiểu gì cả nên hỏi lại. Cố Uyển Như nói ra cách nghĩ của Lan Kiều. Giang Hải gật đầu, tùy em thôi. Thế thì tìm Lam Sương Nhi làm người đại diện được không? Ai? Lam Sương Nhi, làm sao thế, anh không biết à? Cố Uyển Như rũ mắt xuống nói, quả thật là danh tiếng chưa được nổi lắm, có người kiến nghị nên tìm một nghệ sĩ hạng nhất thì có thể thu hoạch được sự chú ý cao hơn. Anh cảm thấy cũng có thể, thế thì chọn Lam Sương Nhi đi. Cố Uyển Như ơ một tiếng, nếu anh đồng ý thì chuyện này cứ quyết định như thế nhé. Chúng ta chỉ có thời gian 3 ngày để chuẩn bị thôi, quá gấp gáp rồi, hay là, đẩy lùi thời gian công bố tin tức lại một khoảng thời gian. Làm một người chủ lớn, dù có tới nhà ăn để ăn cơm thì cũng có phòng riêng đơn giản để ngồi. Vừa mới ngồi xuống thì thức ăn đã được đưa lên rồi. Giang Hải lại ăn ngấu ăn nghiến như là bị bỏ đói lâu ngày. Nghĩ tới điều gì đó, Giang Hải ngẩng đầu lên. Nếp nhăn trên mặt dồn hết vào với nhau. À, vợ ơi, việc công bố tin tức vẫn thật sự phải lùi lại một khoảng thời gian đó. Hả? Mời Minh Tinh làm người đại diện, chỉ bày ra vài cái tạo hình rồi đi, quá lãng phí rồi. Anh thấy nên tận dụng các nguồn lực một cách hợp lý. Anh nói vậy là sao? Cố Uyển Như thấy thú vị rồi đó, Giang Hải bình thường chẳng cho ý kiến gì cả, chỉ cần cho ý kiến thì chính là nói linh tinh nhưng mà lại rất có lý. Viết một bài hát, để ca ngợi những thành tựu của tập đoàn Uyển Như. Để ca ngợi những thứ chúng ta bỏ ra vì Phương Đông. Nhất định phải ai cũng thích người nào cũng thuộc mới được, cần thể hiện sự bá đạo trong sự trong sáng. Hai mắt của Uyển Như sáng lên, sao cô lại không nghĩ tới cách này nhỉ? Việc này, đã có tiền lệ từ trước rồi, nhưng có nhiều công ty bắt chước lại không tốt mà thôi.
Công ty sản xuất tủ lạnh không chỉ tạo nên một bài hát, anh em Hải Nhĩ, mà còn làm thành phim hoạt hình nữa, trở thành hồi ức mãi mãi không bao giờ quên thời thiếu nhi. Quảng cáo này, thật sự là có 102. Cố Huyền Như lập tức đặt đôi đũa lên bàn, lấy điện thoại liên hệ với Lan Kiều vừa mới rời đi xong. Tài nữ Lan Kiều được mệnh danh là nữ gia cát của thành phố Giang Tư, vừa nghe thấy ý kiến của Giang Hải cũng cực kỳ ngưỡng mộ. Sau khi hai người thương lượng xong thì lập tức quyết định, sẽ tìm mấy nhạc sĩ nổi tiếng mua một bài hát với cái giá cao. Viết lời cho một bài hát với giá hơn chục triệu, là điều từ xưa tới nay từ trong ra ngoài chưa từng có. Không chỉ như thế, bộ phận quan hệ công chúng đưa ra một kiến nghị đó là dứt khoát tuyển dụng trên mạng xã hội. Phương Đông, biết bao nhiêu người sáng tác nhạc, chưa biết chừng những người ít tên tuổi lại có thể viết ra được một bài hát hay với cảm hứng đột nhiên lóe sáng. 10 triệu chính là cái giá trên trời, trên mạng bắt đầu điên cuồng chia sẻ thông tin này. Khách sạn Holiday ở thành phố Giang Tư, Lam Sương Nhi thấy nhàm chán nên dạo chơi trên mạng. Đột nhiên cô ta nhìn thấy tin tức tập đoàn Uyển Như đang chiêu mộ một người viết bài hái với giá 10 triệu đồng. Tập đoàn Uyển Như, không phải chính là công ty của cô Uyển Như ư? Tò mò mở ra, đã bị sự khí phách của tập đoàn Uyển Như làm cho chấn động không thôi. 10 triệu, đây chính là số tiền mà bao nhiêu người có kiếm cả đời cũng không kiếm được, cho dù là minh tinh hạng 2 như Lam Sương Nhi muốn kiếm được 10 triệu cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu. Ngành công nghiệp giải trí, phân hóa hai cực tương đối nghiêm trọng. Có những người đứng trên đỉnh kim tự tháp, dầu nứt đố đổ vách. Mà có những người hạng 2 trở xuống thì chỉ có bề ngoài sáng bóng mà thôi, không thể nói là nghèo khó, nhưng cũng chẳng khác mấy. Lam Sương Nhi lập tức gửi tin tức này tới một người bạn của mình, người này được cô gọi là một quỷ tài nhưng mà lại bị chôn vùi mất rồi, viết cho cô mấy bài hát đều có phản ứng khá tốt. Tiết Nhân à, Lam Sương Nhi lại mở điện thoại ra. Sau khi nói ngắn gọn vấn đề thì Lam Sương Nhi còn thể hiện có thể giúp giới thiệu Tiết Nhân với Cố Uyển Như, như thế thì xác suất thành công cũng cao hơn rồi. Sương Nhi, cô đang ở đâu thế? Nghe người của công ty cô nói, cô xảy ra chút việc ở tỉnh Tề Vân à. Đều qua rồi, không sao đâu. Lam Sương Nhi không muốn nói. Thế thì cô nói cho tôi biết là cô đang ở đâu đi, cũng tránh cho việc tôi lo lắng trong lòng. Lam Sương Nhi suy nghĩ một lát rồi mới nói, tôi ở thành phố Giang Tư, ở khách sạn Holiday. Tôi đang ở tổng phòng tổng thống đó nha. Ok, tôi biết rồi, tôi viết một bài hát rồi sẽ đi tìm cô, nhờ cô giúp đỡ giới thiệu với Cố Tổng nha. Đặt điện thoại xuống, cái người nhạc sĩ gọi là Tiết Nhân nở một nụ cười xấu xa, gian ác ở trên khuôn mặt. Có một cuộc điện thoại gọi tới, cậu tả, tôi giúp anh tìm được Lam Sương Nhi, chuyện đã nói xong kia. Yên tâm đi, chuyện mà tôi đã từng đáp ứng thì có lúc nào không thực hiện không? Đợi tôi chơi xong rồi thì cô ta sẽ là của anh, muốn chơi thế nào thì chơi như thế ấy. Cảm ơn cậu tả, cảm ơn cậu tả. Chương 285. Lam Sương Nhi tự nhiên không biết được sự nguy hiểm đang tới gần, mà người của cậu tả kia thì chỉ cần có nửa ngày là có thể tới đây rồi. Bị tát hai cái vào mặt, cậu tả hoàn toàn phát điên rồi, anh ta thể phải làm cho Lam Sương Nhi quỳ xuống trước mặt anh ta. Từng chút một hành hạ người phụ nữ này tới chết. Mà loại việc này, anh ta đã làm rất nhiều lần rồi. Công ty tổng của tập đoàn Uyển Như, Cố Uyển Như vẫn đang phân vân về việc chọn ngôi sao nào làm người đại diện. Nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, thì lên mạng tìm tư liệu cá nhân của Lam Sương Nhi, cô muốn biết rõ người này rốt cục có phù hợp hay không. Sau khi tìm kiếm thông tin của Lam Sương Nhi, Cố Uyển Như kinh ngạc há to miệng kinh ngạc. Người này... làm sao lại quen thế này nhỉ? Nhưng mà, những tin tức phía dưới lại khiến Cố Uyển Như rất thất vọng. Lam Sương Nhi dính vào một vụ bê bối, ở trong một khách sạn nào đó Lam Sương Nhi đang chạy vội ra ngoài, mà trên người cô ta thì đang mặc một chiếc váy dạ hội. Quan trọng nhất là, Lam Sương Nhi gần như là đang chạy theo một người đàn ông chỉ mặc độc có một chiếc quần dài mà thôi. Lúc này Giang Hải cũng nhào qua, nhìn thấy những tin tức lá cải trên mạng mà Cố Uyển Như đang xem. Đây lại là tin tức mà trang web đưa tin hot kia đăng lên à? Liệu có bao nhiêu cái là sự thật? Hot, ngôi sao mới nổi Lam Sương Nhi sau khi uống rượu mất bình tĩnh chạy theo một người đàn ông bí mật trong đêm đen. Nói ra nguyên nhân thật khiến người ta đỏ mặt. Sau khi xem xong, Cố Uyển Như thở dài nói, là chuyện xảy ra tối ngày hôm qua ở tỉnh Tề Vân. Nhìn bức ảnh này thì biết được là đã được chỉnh sửa rồi, nhưng mà điều này hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới sự hóng hớt nhiệt tình của người xem. Nhìn chằm chằm vào người trong máy tính,
lại nhìn về bức ảnh mà Lam Sương Nhi đang bước trên thảm đỏ. Trong miệng Cố Uyển Như đột nhiên bật ra một chữ Khố Song. Cái tên này quá đặc biệt, Cố Uyển Như chỉ nghe thấy có một lần là nhớ rồi. Mà chủ yếu nhất là Cố Uyển Như lái xe lại đụng chúng cô ta nữa chứ. Em nói gì cơ, Giang Hải cho rằng bản thân mình nghe sai, Cố Uyển Như làm sao biết được Khố Song, cái tên này chính là tên thật của Lam Sương Nhi mà. Trông thật sự rất giống. Trên mạng nói bức ảnh này là được chụp vào buổi tối này hôm trước, mà tối ngày hôm qua Lam Sương Nhi đang ở trong khách sạn Holiday ở thành phố Giang Tư, thế này cho dù có giống thế nào đi nữa thì cũng không thể nào là một người được. Cùng một người làm sao có thể đồng thời có mặt ở hai nơi là thành phố Giang Tư với tỉnh Tề Vân được chứ? Ai trông giống cơ, Giang Hải tiện tay mở ra xem, cả bài báo trừ chủ đề của người viết bài báo ra thì chẳng có nội dung nào mang tính thực chất cả. Em cũng vừa mới nghĩ ra, ngày hôm qua em đã đụng trúng một người. Người đó nhìn rất giống Lam Sương Nhi. Người mà em đụng trúng tên là Khố Song à? Giang Hải nhíu mày, cẩn thận xác nhận thời gian bức ảnh được đăng lên mạng. Xem ra, trong vụ này có chuyện gì rồi? Lật xem phía bên trên, Giang Hải mở tư liệu cá nhân của Lam Sương Nhi ra một lần nữa. Lam Sương Nhi chính là Khố Song, hơn nữa, quê quán của cô ta chính là ở thành phố Giang Tư này. Thật á, Cố Uyển Như kinh ngạc, thế thì người mà em đụng phải là Lam Sương Nhi à? Không không không, không thể nào, nếu như nói không sai thì bây giờ Khố Song vẫn đang ở trong khách sạn Holiday mà. Giang Hải nheo mắt lại, suy nghĩ rồi nói, vợ ơi, anh thấy, càng là lúc này thì em càng phải giao cho Lam Sương Nhi làm người đại diện. Nhưng mà tin tức tiêu cực này, Cố Uyển Như nào biết được, Giang Hải cũng có chút lòng riêng. Vì muốn báo đáp ân tình của chiếc bánh mì năm đó. Trong lúc Giang Hải khó khăn nhất, mỗi một người có ân tình với anh, thì anh đều không quên mà cũng không dám quên. Trước hết hãy đi hỏi cho rõ ràng đã, xem Khố Song có phải là Lam Sương Nhi không. Cũng thật là trùng hợp, lúc này, Cố Uyển Như cũng chẳng có việc gì làm, nên mới chạy một chuyến tới khách sạn Holiday, đã đụng vào Khố Song rồi mà vẫn chẳng hỏi han, thăm nom gì người ta cũng thật là có chút không được hay cho lắm. Vừa mới muốn bảo Giang Hải đi cùng thì Giang Hải lại ngồi xuống tiếp tục uống trà. Cố Uyển Như có chút không yên tâm nên gọi điện thoại tới khách sạn Holiday, xác nhận lại liệu ngày đó Khố Song có từng ra ngoài hay không, lúc này có phải vẫn đang ở trong phòng hay không. Suy cho cùng thì muốn đi từ thành phố Giang Tư tới tỉnh Tề Vân thì chỉ mất có nửa ngày thời gian mà thôi. Nếu như đi một cách vội vã thì buổi chiều đi thì sáng sớm ngày hôm sau đã có thể quay về rồi. Giám đốc khách sạn cực kỳ xác định mà báo cáo những tin tức của Khố Song. Chỉ có sáng hôm nay Khố Song có mặc quần áo đen rời đi khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi lại quay về phòng, không ra ngoài nữa, tới cả cơm cũng ăn ở trong lòng luôn. Tại khách sạn Holiday, Lam Sương Nhi đang bôi thuốc vào chân. Qua một ngày nghỉ ngơi thì chân đã không còn đau nhiều nữa, chỉ hơi hơi bầm tím mà thôi. Lúc này, điện thoại của Lam Sương Nhi vang lên, là một số lạ gọi tới từ tỉnh Tề Vân. Nhìn điện thoại, Lam Sương Nhi có chút không dám nghe, cô ta sợ, sợ là điện thoại của cậu tả kia. Trốn chạy không phải là cách hay, suy nghĩ một lúc lâu, Lam Sương Nhi quyết định nhận điện thoại, nói chuyện với cậu tả thật tốt để xin anh ta bỏ qua cho cô. Nhưng khi nghe điện thoại thì lại là một giọng nữ, hỏi xem cô có phải là Lam Sương Nhi hay không. Là tôi, cô là ai? Giọng nói ở trong điện thoại dường như đã kiệt sức rồi, dường như sắp chết tới nơi rồi. Có khí mà không có lực vô cùng yếu ớt. Tôi là ai không quan trọng, tôi gọi điện thoại cho cô để thông báo cho cô biết, người của cậu tả đã tới thành phố Giang Tư rồi. Người gọi điện thoại cho Lam Sương Nhi chính là người phụ nữ của cậu tả, cũng là một người bị anh ta làm nhục. Cô ta nghe trộm được điện thoại của cậu tả, thật trùng hợp là cô ta cũng từng là một người nghệ sĩ, cũng rất trùng hợp là cô ta lại có số điện thoại của Lam Sương Nhi. Nhưng mà... khi đó Lam Sương Nhi không có tâm trạng đi quan tâm người xa lạ, hai người cũng không qua giao lưu gì hết. Lo lắng Lam Sương Nhi không tin mình nên người phụ nữ lại nói, tôi biết cô đang ở phòng tổng thống của khách sạn Holiday ở thành phố Giang Tư. Hãy rời đi ngay lập tức, nơi đó không an toàn đâu. Người phụ nữ này làm sao mà biết được chứ? Nhưng mà tất cả mọi thứ này Lam Sương Nhi đều không rõ ràng. Vừa muốn hỏi cho kỹ thì trong điện thoại đã truyền tới tiếng tút tút rồi. Lam Sương Nhi sợ hãi, hành động này của cậu tả chính là muốn trói gô cô ta rồi lôi về tỉnh Tề Vân đây mà. Nếu như cô ta không làm theo thì tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay. Khóe mắt lập tức đỏ lên,
bản thân mình rốt cục đã làm sai gì chứ? Làm sao lại gặp phải cái loại biến thái như thế chứ? Lập tức thu dọn hành lý, muốn nhanh chóng rời đi. Vừa mới tới thành phố Giang Tư, Lam Sương Nhi cũng sợ sẽ thu hút sự chú ý, thế nên mới trọ ở một khách sạn bình thường mà thôi. Thật không ngờ, che giấu trốn tránh như thế rồi mà vẫn bị cậu ta tìm được. Lam Sương Nhi không hiểu, hành tung của mình rốt cuộc vì sao lại bị lộ ra được. Lẽ nào, là lúc bản thân đăng ký thông tin thuê phòng ư? Tay của cậu ta thế mà lại có thể dơ dài như thế ư? Kéo một cái vali nhỏ đi, Lam Sương Nhi hoảng sợ nhấn nút thang máy. Xuống tới tầng 1, hạ thấp vành mũ xuống, muốn lẻn ra ngoài nên chẳng thông báo với ai cả. Thành phố Giang Tư đã không an toàn vậy nên cô muốn tới bến xe, tùy tiện mua một vé xe lập tức đi ngay. Chẳng cần biết đi đâu cũng được, chỉ cần không bị tìm ra là được. Lam Sương Nhi không biết, bản thân cần chạy trốn như thế này rốt cuộc tới khi nào mới thôi, nhưng mà cô không có thời gian để nghĩ về nó. Đang muốn đi ra cửa quay thì bả vai đột nhiên bị người ta nắm lại. À! Lam Sương Nhi hét lên một tiếng, bị dọa sợ cả người đều run rẩy. Người của cậu tả, tới nhanh như vậy sao? Ai nha, xin lỗi, làm cô giật mình rồi. Vừa quay đầu lại thì thấy giọng nói của Cố Uyển Như vang lên. Nhìn thấy người tới là Cố Uyển Như, Lam Sương Nhi suýt chút thì khóc thành tiếng rồi, vừa nãy tim như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cố Uyển Như rất ngại, thật không ngờ là Lam Sương Nhi lại nhát gan như thế. Cô muốn ra ngoài hay là muốn rời đi thế? Cố Uyển Như thấy Lam Sương Nhi đang đẩy hành lý nên hỏi. Tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo mà thôi. Suy cho cùng thì cũng là diễn viên, cho dù trong lòng sợ hãi thế nào thì sự thể hiện ra ngoài của Lam Sương Nhi cũng tương đối bình tĩnh, che giấu những cảm xúc ở trong lòng cực kỳ tốt. Đi dạo ở đâu, chúng ta cùng đi nhé. Cố Uyển Như mời Lam Sương Nhi cùng đi, thật trùng hợp chính là cũng đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi cho rõ ràng, vừa đi dạo vừa nói chuyện cũng không tệ. Nếu như, Lam Sương Nhi thật sự là khố xong thế thì đương nhiên có thể bàn tới chuyện hợp tác rồi. Bản thân Cố Uyển Như không cảnh giác, chỉ vì Giang Hải nói Lam Sương Nhi thích hợp nên trong lòng cô gần như đã xác định là Lam Sương Nhi rồi. Cái này, Lam Sương Nhi chỉ muốn đẩy Cố Uyển Như đi để bản thân có thể nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt, đi tìm một nơi không có người nào có thể tìm ra được cô ta. Nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của Lam Sương Nhi, Cố Uyển Như biết rằng Lam Sương Nhi có điều gì đó khó nói. Cô khố xong, xin hỏi cô có phải là Lam Sương Nhi không? Chết tiệt, bị người ta nhận ra rồi. Vào lúc này trong lúc đang hoảng sợ, Lam Sương Nhi cảm giác rằng ai cũng đều có thể làm hại mình. Nhìn thấy vẻ mặt của Lam Sương Nhi, Cố Uyển Như biết rằng mình đã đoán đúng rồi, khố xong này chính là Lam Sương Nhi. Tôi đã xem những tin tức tiêu cực nói về cô ở trên mạng rồi. Lẽ nào cô không thấy là tôi có thể làm chứng cho cô à? Cố Uyển Như mỉm cười, ra hiệu nói, cô Lam Sương Nhi, chúng ta có thể tìm một nơi để nói chuyện được không? Không, tôi phải rời đi ngay lập tức. Lam Sương Nhi hoàn toàn không giấu được sự sợ hãi ở trong lòng nữa rồi. Nếu như, cô ta rơi vào tay của cậu tả thì sẽ là sống không bằng chết. Vừa nhận được điện thoại của người phụ nữ kia thì Lam Sương Nhi đã lập tức rời đi rồi, nhưng mà, có trời mới biết được. Cậu tả biết cô ta ở thành phố Giang Tư từ lúc nào? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Hình như cô rất căng thẳng lo lắng. Có người muốn hại tôi, thế nên tôi mới phải rời đi ngay lập tức. Lam Sương Nhi gấp gáp, đè thấp giọng nói, nhấc chân lên muốn đi. Cố Uyển Như sửng sốt nhưng sau đó lại cười. Luật pháp và trật tự của thành phố Giang Tư rất tốt, có thể trở thành chuẩn mực của cả phương Đông rồi. Thu nhập của cư dân không phải là cao nhất. Nhưng mà chỉ số hạnh phúc chắc chắn tuyệt đối là số 1 số 2. Quan trọng nhất là, thành phố Giang Tư, rất an toàn. Cô Lam Sương Nhi à, cô yên tâm đi, ở khách sạn Holiday ở thành phố Giang Tư, không ai dám làm gì cô hết. Cô hoàn toàn không biết đâu, có người muốn lại tôi, thật sự muốn hại tôi. Lam Sương Nhi không thể nói là cậu tả muốn chiếm lấy cơ thể của cô, chỉ có thể nói là có người muốn hại cô ta mà thôi. Cố Uyển Như nói, nếu như cô cảm thấy không an toàn thì cứ đi cùng tôi, ai cũng không dám làm gì cô hết. Nhà của Cố Uyển Như cực kỳ to lớn và có quyền lực. Ở thành phố Giang Tư, tập đoàn Uyển Như có thực lực để nói ra câu này. Có thể nói, một nửa trật tự của thành phố Giang Tư đều do tập đoàn Uyển Như nắm giữ. Công ty bảo vệ dưới quyền của tập đoàn Uyển Như, thực hiện hầu hết các công việc bảo vệ an ninh trật tự trong thành phố Giang Tư.
nhìn thấy Cố Uyển Như có lòng tốt, Lam Sương Nhi mặc dù biết được Cố Uyển Như chính là bà chủ của tập đoàn Uyển Như, nhưng mà cô ta hoàn toàn không cho rằng Cố Uyển Như có thể vì một người xa lạ là cô ta mà đối địch với cậu ta. Người mà tôi đã đắc tội cực kỳ lợi hại, cô cũng không đắc tội nổi đâu. Lam Sương Nhi kiên quyết muốn đi, đẩy cái vali nhỏ đi, khi đi đường chân còn hơi tập tễnh một chút. Cố Uyển Như lại cản đường cô ta một lần nữa. Ở thành phố Giang Tư, chỉ cần có tôi ở đây, không một ai dám làm gì cô hết. Lời này, là tôi nói cũng là chồng của tôi nói. Nhìn thấy vẻ trịnh trọng trên mặt Cố Uyển Như, lời nói thể hiện sự bá đạo, Lam Sương Nhi tự nhiên lại có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Cô ta trốn, thì có thể trốn đi đâu, ở nơi nào không cần những thông tin cá nhân chứ. Máy bay, tàu hỏa, xe khách đều cần sử dụng chứng minh thư mới có thể mua được. Cô nói thật chứ? Chương 286. Đương nhiên rồi. Cố Uyển Như trả lời một cách chắc nịch. Lam Sương Nhi sửng sốt, trong lòng còn đang do dự, lẽ nào, bản thân mình còn chưa nói rõ ràng ư? Cố Uyển Như không nhận thấy được tính nghiêm trọng của sự việc à? Cậu Tả, chính là người vô cùng độc ác đó. Lam Sương Nhi đang gặp phải phiền phức rắc rối, một rắc rối lớn. Nhà họ Tả ở tỉnh Tề Vân, không phải là người mà một công ty nho nhỏ ở thành phố Giang Tư có thể đắc tội được. Nếu như kéo cả Cố Uyển Như vào thì chỉ là đang hại cô ấy mà thôi. Cố Tổng, tôi vừa mới nói rồi, người mà tôi đắc tội. Lam Sương Nhi rất cảm động, nhưng mà cũng có chút vội vã. Cố Uyển Như muốn bảo vệ cô, càng như thế thì cô càng không thể làm liên lụy tới Cố Uyển Như được. Cố Uyển Như cười mỉm, chồng tôi từng nói, ở thành phố Giang Tư này, không có người nào có thể chọc vào chúng tôi được. Tập đoàn Uyển Như không gây sự với ai, nhưng cũng không sợ chuyện gì hết, bất kể đối phương là ai, thì chúng ta chỉ cần phân rõ trái phải là được. Chỉ cần có lý thì chẳng có người nào có thể đụng vào cô được. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Cố Uyển Như, nói ra lời nói bá đạo như thế, cơ thể gầy gò cũng trở nên thật cao lớn. Thế, cảm ơn. Lam Sương Nhi không còn sự lựa chọn nào khác. Hôm nay, tôi sẽ sắp xếp nơi ở cho cô, cho tới khi phiền phức của cô được giải quyết triệt để mới thôi. Cố Uyển Như muốn nói tới chính là biệt thự ở trong khu của tập đoàn Uyển Như, đó là nơi nghỉ ngơi tạm thời của Cố Uyển Như. Ngồi vào trong xe, Cố Uyển Như ngập ngừng một lúc nhưng vẫn hỏi Lam Sương Nhi rốt cục là đắc tội với ai, cô cũng hy vọng có thể giúp một chút. Sắc mặt Lam Sương Nhi lập tức trở nên càng thêm khó coi. Nên nói ra tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây. Nghe lời kể của Lam Sương Nhi, Cố Uyển Như cũng thấy tức giận. Lam Sương Nhi, chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi, mà cái người gọi là cậu Tả kia thì đúng là một tên cầm thú. Rất tự nhiên. Cố Uyển Như nhớ tới bản thân mình trước khi Giang Hải xuất hiện, cô phải chịu không biết bao nhiêu sự tủi thân ở trong tập đoàn TM. Cảm giác đồng bệnh tương liên, làm cho Cố Uyển Như rất đau lòng. Trên đời này, một người phụ nữ, nhất là người phụ nữ xinh đẹp, nếu không có bối cảnh chống đỡ thì có thể nói là rất khó khăn. Trong trường hợp này, Cố Uyển Như nói ở trong lòng, chuyện này, cô nhất định phải quản. Chỉ cần Lam Sương Nhi ở thành phố Giang Tư một ngày thì Cố Uyển Như sẽ đảm bảo sự an toàn cho cô ta một ngày. Chiếc xe, một đường tiến thẳng về thành Tây. Bước vào tập đoàn Uyển Như, bảo vệ khom người chào hỏi, chào Cố Tổng. Cố Uyển Như bất lực lắc đầu, lúc trước, không hề có quy củ chào hỏi như thế này, là Giang Hải trong lúc rảnh rỗi đã bày vẽ ra chuyện này. Gật gật đầu, trải qua thời gian rèn luyện, trên người Cố Uyển Như thể hiện một loại khí chất nữ vương của thiên hạ một cách rất tự nhiên. Lái xe tới trước cửa biệt thự nhỏ. Chào Cố Tổng. Chào Cố Tổng. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Từ khi bắt đầu bước vào, tất cả mọi người khi nhìn thấy Cố Uyển Như đều nhao nhao chào hỏi, thái độ cung kính, ánh mắt sùng bái. Cố Uyển Như chính là người phụ nữ của Giang Hải. Giang Hải chính là thần của đám người này, là vị thần cả đời đều không cách nào vượt qua được, chỉ có thể ngẩng đầu sùng bái sự tồn tại này. Cố Uyển Như cười mỉm. Cười rồi nói chuyện phiếm với mỗi người vài câu. Bản lĩnh của những người này, đều là do Giang Hải dạy dỗ mà ra. Bọn họ xem Giang Hải như cha mẹ tái sinh lại lần nữa, trong lòng đương nhiên cũng sẽ đặt Cố Uyển Như ở vị trí tôn quý nhất. Lam Sương Nhi đứng ở bên cạnh sửng sốt luôn. Làm người chèo lái tập đoàn Uyển Như, thế mà lại có thể nói ra rõ ràng tên của từng người một, cô ta chưa từng thấy có người làm chủ nào lại yêu quý nhân viên như vậy cả. Lam Sương Nhi đương nhiên không biết được. Lúc trước, khi Cố Uyển Như gặp nguy hiểm thì những người bảo vệ này chẳng có ai đùn đẩy, dùng cả tính mạng để bảo vệ từng tấc đất của tập đoàn Uyển Như.
những người này, xứng đáng được Cố Uyển Như tôn trọng. Đây là nơi mà cô ở à? Lam Sương Nhi thấy sự trang trí xa hoa, lộng lẫy trong biệt thự mà cứng cả lưỡi không nói nên lời. Loại trang trí cao cấp này, không cần nói tới đẳng cấp thì đừng nói là ở thành phố Giang Tư, cho dù đưa mắt nhìn khắp cả tỉnh cũng sợ là không tìm được mấy nơi trang trí như thế này. Không, tôi thỉnh thoảng mới nghỉ ngơi ở đây thôi. Cố Uyển Như nói thật nhưng khi dừng ở trong tai của Lam Sương Nhi thì giống như đang khoe của vậy. Nơi ở tạm thời, lại trang trí xa hoa như thế này ư. Thế thì phải giàu có thế nào chứ? Sắp xếp xong cho Lam Sương Nhi, để cô ta yên tâm ở lại. Sau đó, Cố Uyển Như quay về văn phòng để làm việc của mình. Trước khi đi còn không quên hẹn cùng nhau ăn cơm tối nữa. Không thể không nói, giữa Cố Uyển Như với Lam Sương Nhi có rất nhiều chuyện có thể nói, mới chỉ gặp gỡ mấy lần ngắn ngủi nhưng đã thành lập nên tình bạn tốt rồi. Về tới văn phòng, cái con heo Giang Hải đang ngủ say sưa, thậm chí là còn ngáy với chảy nước miếng nữa. Vợ ơi, nói xong rồi à em? Giang Hải ngẩng đầu lên hỏi. Cố Uyển Như day day chán, chỉ quan tâm tới sự an toàn của Lam Sương Nhi mà quên mất chuyện làm người đại diện rồi. Chồng ơi, Cố Uyển Như nói, có người muốn đối phó với Lam Sương Nhi, nên em sắp xếp cho cô ấy vào trong biệt thự ở rồi. Anh nói xem em làm như thế có đúng không? Cẩn thận từng ly từng tí một, Cố Uyển Như kể lại chuyện của Lam Sương Nhi một cách chi tiết một lượt cho Giang Hải nghe. Khóe miệng Giang Hải hơi cong lên, trong ánh mắt mang theo sự ác liệt nhẹ nhẹ. Nhà họ Tả ở tỉnh Tề Vân ư, thật là muốn chết mà. Trời tạo nghiệt còn có thể tha, tự mình tạo nghiệt thì không sống được đâu. Những năm này, cái cậu chủ của nhà họ Tả ở tỉnh Tề Vân này đã làm bao nhiêu việc mất hết lương tâm rồi, đến cả Giang Hải cũng nghe được nhiều chuyện về anh ta. Giang Hải không nói gì, vẻ mặt của Cố Uyển Như nghiêm túc, trong lòng còn có chút lo lắng, lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Giang Hải từng nói là ở thành phố Giang Tư hoàn toàn đều có thể đi ngang, không ai có thể chọc vào tập đoàn Uyển Như được. Nhưng mà làm thế này với những người vừa mới gặp vài lần thật sự là có chút hơi quá. Hoặc là Giang Hải đang chém gió. Hay là em làm sai rồi? Cố Uyển Như cẩn thận hỏi. Làm sai à? Giang Hải cười nhăn răng, ai nói là em làm sai, anh thấy em làm quá đúng ấy. Sơ sơ cằm. Giang Hải cười hỏi, anh nói ở thành phố Giang Tư không có người nào có thể chọc vào chúng ta lúc nào thế? Hả, Cố Uyển Như sừng sốt, sắc mặt có chút sợ hãi. Giang Hải, chưa từng nói á. Hình như là anh ấy từng nói mà, từ trước tới nay đối với lời nói của Giang Hải, thì Cố Uyển Như đã hình thành sự tin tưởng như là thói quen rồi. Cho dù Giang Hải chỉ chém gió thì Cố Uyển Như vẫn luôn cảm thấy anh ấy nhất định có thể làm được. Giang Hải cười dán lại gần Cố Uyển Như. Anh nói, không phải là thành phố Giang Tư, em là vợ của anh, cả thiên hạ này không có người nào mà em không thể đụng vào được. Điên cuồng, ngang ngược. Làm đế vương, Giang Hải có sức mạnh để nói câu này. Bận rộn tới chiều muộn, Cố Uyển Như mới thu dọn đồ đạc, đi thôi, em đã hẹn ăn cơm với Lam Sương Nhi rồi. Sắc mặt Giang Hải hơi thay đổi, lại nghĩ tới cái bánh mì năm đó mình cướp của người ta. Khố xong chắc chắn không ngờ. Thời niên thiếu bị cướp mất một chiếc bánh mì đã đổi lại một cơ hội cho nửa đời sau của cô ta. Năm đó, Ngô Mẫn đưa cho Giang Hải 10.000 nhân dân tệ, mà hôm nay 10.000 nhân dân tệ này, đã đem tới những hồi báo ngập trời cho nhà họ Ngô ở thành phố Giang Tư. Năm đó, một chiếc bánh mì của Khố Song, Giang Hải muốn trả lại cả trăm lần nghìn lần như thế. Vào lúc nhìn thấy Lam Sương Nhi, Giang Hải gần như không dám tin tưởng được tiểu minh tinh trước mặt này thế mà lại là cô nhóc phát mũi chưa sạch kia. Nếu như gặp nhau ở trên phố, có đánh chết thì Giang Hải cũng không nhận ra được. Con gái lớn 18 tuổi đúng là thay đổi hẳn, Khố Song ngày hôm nay, bất luận là dáng người hay gương mặt, quả thật là cực kỳ kích thích nội tiết tố của cánh đàn ông. Uyển Như, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn nên đi thì hơn. Lam Sương Nhi đang sợ sẽ đem tới rắc rối cho Cố Uyển Như. Lúc này, giọng nói lạnh lùng như băng của Giang Hải mới vang lên, nhà họ Tả ở tỉnh Tề Vân. Chỉ cần tới thành phố Giang Tư thì tôi sẽ chuẩn bị một mộ phần có phong thủy thích hợp nhất cho họ. Thành phố Giang Tư, có ánh sáng của chính nghĩa. Chấn động ở trong lòng, Lam Sương Nhi không ngờ được, chồng của Cố Uyển Như vừa mở miệng nói chuyện lại nói ra lời nói bá đạo như thế. Mà sắc mặt của Cố Uyển Như đang đứng ở bên cạnh Giang Hải thì lại bình tĩnh, gần như là nghe thấy một câu nói bình thường mà thôi. Ngây ngốc đứng yên nhìn Giang Hải, dáng người cũng không cao quá, cũng không cường tráng vạm vỡ lắm.
nhưng mà cả người từ trên xuống dưới lại toát ra khí chất bá đạo khiến người ta hồi hộp. Lam Sương Nhi cứ như đang nằm mơ, lời nói điên cuồng như thế của Giang Hải, khiến người nghe tin phục. Đây chính là sức hút của Giang Hải, thể hiện sự bá đạo ra ngoài. Thư ký đã đặt xong nhà hàng từ lâu rồi, đều là những món ăn đặc sắc của thành phố Giang Tư. Mấy người lên xe, sự lo lắng trong lòng Lam Sương Nhi cuối cùng cũng có thể đặt xuống được rồi. Mà, lúc này, tại sân bay thành phố Giang Tư có một chiếc máy bay nhỏ được thuê lại đang đáp xuống. Mấy người đàn ông mặc vest và đeo kính đen mang theo sắc mặt âm trầm, họ đang vận hành thử thiết bị điện tử trong tay. Người dẫn đầu là một người đàn ông vạm vỡ, đang nhíu chặt lông mày. Lấy điện thoại ra để gọi điện thoại. Cậu chủ, đã định vị rồi, hiện tại cô ta đã không còn ở khách sạn Holiday ở thành phố Giang Tư nữa rồi. Vâng, không cần biết ở đâu thì tôi cũng nhất định sẽ đưa người về. Vâng, tuyệt đối không mất một cọng tóc nào cả. Yên tâm đi thưa cậu chủ, tôi biết nên làm như thế nào. Cái gì? Vâng, vâng, vâng. Tôi sẽ không tùy tiện đụng vào người của tập đoàn Uyển Như. Đã hiểu. Ở đầu dây bên kia, cậu ta đang cầm một xấp tư liệu, là tư liệu có liên quan tới tập đoàn Uyển Như. Tôi không cần biết các anh dùng biện pháp gì, cũng không hỏi quá trình như thế nào, tôi chỉ muốn trong đêm nay các anh phải đưa được con danh kia về đây cho tôi. Anh nói với cô ta, nếu như cô ta chủ động làm nô lệ cho tôi thì tôi sẽ cho cô ta sống tốt một chút. Anh ta cắn răng, sờ sờ vào bên má bị Lam Sương Nhi tát cho hai cái kia, giọng nói cực kỳ âm u. Để điện thoại xuống, ném tư liệu liên quan tới tập đoàn Uyển Như kia sang một bên. Kể từ khi Giang Hải hủy diệt nhà họ Doãn, thành phố Giang Tư đã trở thành cấm địa, ai cũng sẽ không dám tới thành phố Giang Tư làm gì cả, thậm chi là tỉnh Hải Đông cũng cực kỳ yên tĩnh. Nhưng mà, anh ta cũng chẳng để ý lắm, thành phố Giang Tư nếu như so sánh với tỉnh Tề Vân thì chỉ là nơi khỉ ho cò gáy mà thôi, chẳng xuất hiện được một nhân vật nào lớn lao cả, cũng sẽ không có sự tồn tại nào có thể đối kháng lại với nhà họ Tả được. Chỉ là, anh ta không muốn gây thêm chuyện rắc rối làm gì. Anh ta bóp bóp đầu, khuôn mặt trở nên khát máu và hung ác. Ánh mắt như đại bàng, nhìn về phía người phụ nữ đầu bù tóc rối kia. Mày cái đầu chó đẻ ăn cây táo rào cây sung kia, thế mà lại dám gọi điện thoại sau lưng tao. Tao đúng là quá xem thường mày rồi, thật không ngờ, mày lại dám liên hệ với con khốn Lam Sương Nhi kia. Bước về phía trước một bước, hung hăng nắm chặt lấy tóc của người phụ nữ kia, nhấc đầu cô ta lên, sắc mặt cực kỳ độc ác. Nếu như mày đã muốn chết như thế, thì tao thành toàn cho mày là được rồi. Đợi tới khi tao dạy dỗ được Lam Sương Nhi thì mày cũng không cần thiết phải tồn tại nữa rồi. Khuôn mặt của người phụ nữ lộ ra vẻ đau đớn, khi nghe thấy chữ chết kia thì lại để lộ ra vẻ mặt như được giải thoát. Mày đúng là, xúc sinh. Tao có làm ma cũng không tha cho mày. Cứng rắn, buông lời nguyền rửa cuối cùng từ sâu trong cổ họng. Anh ta liên tục cười lạnh, dán mặt lên phía trước, mắng đi, còn sức mà mắng chửi cơ à. Đợi tới khi đứng trước mặt Diêm Vương, thì mày vẫn có thể tiếp tục mắng tiếp đó. Quăng người phụ nữ ngã sang một bên. Rất nhanh sau đó, có mấy người đàn ông vạm vỡ xuất hiện ở trong phòng. Anh ta vẫy vẫy tay nói, kéo ra ngoài rồi xử lý đi, làm cho cô ta sung sướng đi. Sung sướng ư? Vẻ mặt của mấy người đàn ông vạm vỡ kia lập tức thể hiện sự hưng phấn. Bọn họ, cực kỳ muốn hưởng thụ người phụ nữ trước mặt này. Không. Họ Tả kia, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Tha cho tôi đi, cho tôi được thống khoái mà chết đi. Chương 287. Trong lúc ba người ăn cơm thì cô Uyển Như nhắc tới chuyện làm người đại diện. Mà Lam Sương Nhi lại yên lặng rất lâu. Nếu muốn ký hợp đồng làm người đại diện thì cô ta không thể tự làm chủ được, tập đoàn Uyển Như cần phải ký hợp đồng với công ty giải trí mới được. Mà lúc này, công ty giải trí chỉ hận không thể nào đưa Lam Sương Nhi tới để làm món quà định hót cậu ta. Hai người phụ nữ nói chuyện, còn Giang Hải cúi đầu nghịch điện thoại, lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn cái này xem này. Nói rồi Giang Hải giơ điện thoại ra. Lam Sương Nhi bị công ty giải trí đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động rồi, lý do là những tin tức phản diện tiêu cực kia của cô ta gây ảnh hưởng tới công ty. Thật đơn giản và thô bạo. Nhưng mà, điều này đối với Lam Sương Nhi mà nói thì lại là một chuyện tốt. Nhưng mà, từ giờ trở đi thì Lam Sương Nhi cũng không được xem là một nghệ sĩ nữa rồi, bởi vì thế này thì sẽ không có ai tìm cô ta để ký hợp đồng nữa. Mặc dù cô ta ký hợp đồng với một công ty giải trí nhỏ mà thôi,
nhưng mà trong cái vòng tròn này lại có lực ảnh hưởng không nhỏ tí nào. Tâm trạng của Lam Sương Nhi không rõ vui buồn, giấc mộng minh tinh của cô ta, cuối cùng cũng bị phá vỡ rồi. Dưới tình huống bình thường, bất cứ người nào cũng sẽ không tìm cô làm người đại diện cả. Nhưng điều khiến Lam Sương Nhi không ngờ tới là Giang Hải lại cười nói, thế này không phải là tốt rồi à, cô, có thể làm đại diện hình ảnh cho tập đoàn Uyển Như rồi. Lúc này, đến cả cô Uyển Như cũng sửng sốt hoài nghi mà nhìn Giang Hải. Suy cho cùng thì Lam Sương Nhi lúc này cũng đang bị những tin tức xấu đó bủa vây, không phải là một sự lựa chọn tốt. Không nhận được câu trả lời, Giang Hải chỉ cười mỉm rồi tiếp tục ăn cơm. Bên ngoài nhà hàng, có hai chiếc xe taxi đang đỗ ở bên đường. Trên mỗi chiếc xe đều có một vài người đàn ông đang vội vã bước xuống xe. Dựa vào định vị thì đang ở đây. Sắc mặt người đàn ông vạm vỡ cầm đầu âm u, khóe miệng nở một nụ cười gian tà. Người đàn bà này, đợi khi cậu ta chơi chán rồi thì bọn họ cũng có thể thưởng thức. Những người phụ nữ như thế này, bọn họ không biết đã chơi bao nhiêu rồi. Xin lỗi quý khách, nhà hàng của chúng tôi đã đóng cửa rồi. Còn chưa bước vào cửa đã bị mấy người ngăn lại rồi. Đây là nhà hàng tư nhân của tập đoàn Uyển Như, để tạo môi trường ăn uống yên tĩnh cho cô Uyển Như, từ thời điểm cô Uyển Như bước vào thì không tiếp nhận phục vụ nữa rồi. Đây là quy tắc mà Giang Hải lập ra, không phải là để thể hiện sự đặc biệt của cô Uyển Như, mà là để đảm bảo vệ toàn cho cô. Hả, người cầm đầu nhăn mà lại, sau đó thì cười lạnh. Đóng cửa rồi à, thế vì sao ở bên trong vẫn còn người ăn cơm đó thôi? Người phục vụ mang theo nụ cười chuyên nghiệp nói, thưa anh. Chúng tôi quả thực đã đóng cửa rồi, nếu như muốn nếm thử. Người đàn ông vạm vỡ này hoàn toàn không muốn nghe lời giải thích của người phục vụ, sắc mặt thay đổi nói cút ra. Bọn họ là một nhóm người, lại chẳng phải là tới để ăn cơm, một người phục vụ nho nhỏ căn bản không được đặt ở trong mắt họ. Chúng tôi cần vào trong để tìm người, cô tốt nhất nên thông minh một chút. Quát lên một tiếng rồi giơ tay đẩy người phục vụ sang một bên, trên mặt treo một nụ cười tàn bạo. Nhưng mà người phục vụ vẫn không hề khó chịu, đứng thẳng người, trên miệng vẫn mang theo nụ cười chuyên nghiệp. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, sửa sang lại quần áo của mình. Thưa anh, nơi này là nhà hàng của tập đoàn Uyển Như, hy vọng anh không nên gây chuyện ở trong này. Người phục vụ có lòng tốt muốn khuyên bảo, ở thành phố Giang Tư này, những người dám giở trò côn đồ trước mặt tập đoàn Uyển Như thì cỏ đã mọc xanh mồ rồi. Nhưng mà, người đàn ông kia chỉ hơi giật mình. Giơ bàn tay to ra bóp cổ người phục vụ. Cô muốn chết à? Mới vừa rồi, cậu ta từng nói, cố gắng không để phát sinh xung đột với tập đoàn Uyển Như, nếu không với tính cách của anh ta thì người phục vụ đã trở thành một cái xác rồi. Sắc mặt người phục vụ lúc này mới thay đổi, có thể nhìn thấy được, những người đàn ông này không phải tới để ăn cơm mà là tới để gây chuyện. Những cảnh phát sinh ở cửa nhà hàng đều bị những người ngồi yên lặng bên trong thấy hết. Hạ Phi đứng dậy. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số. Ánh mắt của anh ta trở nên có chút khát máu. Đã không biết bao lâu rồi, không có người nào dám kiêu ngạo như thế ở thành phố Giang Tư. Buông tay. Giọng nói trầm thấp, dường như bị bóp nghẹt từ sâu trong cổ họng. Một tiếng hừ lạnh của Hạ Phi thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Người đàn ông đẩy ngã nhân viên phục vụ, nhíu mắt lại nhìn qua. Người thanh niên trước mặt này không cao lắm, cũng hoàn toàn không hề vạm vỡ. Nhưng mà lại mang tới cho người ta một cảm giác nguy hiểm. Bắt nạt đàn ông, ức hiếp phụ nữ với cậu ta nên cũng từng gặp cao thủ mấy lần, nhưng chưa có người nào có thể khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm. Người phục vụ ôm cổ, ho một cách dữ dội. Bọn họ muốn tiến tới quấy rầy nữ thần ăn cơm. Ở thành phố Giang Tư này, Giang Hải chính là thần, đặc biệt là trong lòng nhóm người Kim Thâu, Chu Khải, thì Giang Hải chính là vị chiến thần bất bại. Người phụ nữ của thần thì chính là nữ thần. Đưa mắt liếc nhìn Hạ Phi, người đàn ông kia không ngờ, một thành phố Giang Tư nho nhỏ này thế mà lại gặp được cao thủ. Nhưng mà, người phụ nữ trong miệng họ là ai chứ? Lam Sương Nhi, hay là còn có một người nào khác? Lá gan của các anh quả thật là không nhỏ nhỉ. Hạ Phi cười nói, lại có người tới gây sự, ở trong lòng dâng lên sự hưng phấn. Nghĩ muốn xuất thủ ở trước mặt Giang Hải, để cho người đàn ông giống như thần kia ghi nhớ mình, anh ta rất muốn lập công. Mấy người đàn ông cao to trước mặt này, còn không phải là công lao được đưa tới tận miệng đây ư. Cho các anh cơ hội nữa, quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Sau đó, cút. Giọng nói của Hạ Phi trầm thấp mà có lực, lại mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ.
mà người đàn ông cao to này sau một phút sửng sốt thì đột nhiên bật cười. Sự khát máu lóe lên trong ánh mắt, đã nổi lên suy nghĩ muốn giết Hạ Phi. Anh ta cười lạnh nói, muốn chúng tao quỳ xuống à? Còn muốn chúng tao cút ư? Chỉ với một mình mày, cũng xứng à? Lời nói của Hạ Phi đối với anh ta mà nói chính là một sự nhục nhã. Mà võ giả, thì cách giải quyết vấn đề tốt nhất chính là sử dụng nắm đấm. Hai nắm đấm của người đàn ông cao to kia, đột nhiên nắm chặt lại, và toàn bộ khí thế trên người anh ta cũng thay đổi. Người thanh niên trước mặt này, cho dù có chút thủ đoạn nhưng làm sao có thể là đối thủ của cả một đám người được chứ? Tao không xứng à, ha ha. Một tiếng ha nhẹ vang lên, thể hiện sự khinh thường và miệt thị. Bộp, bộp. Không đợi người đàn ông vạm vỡ kia ra tay thì Hạ Phi đã ra tay trước. Anh ta thả lỏng cánh tay, vặn cái eo một cái, dùng tay cho người đàn ông cao to kia một bạt tai. Tốc độ cực nhanh, người đàn ông cao to kia còn chưa cảm nhận được sự đau đớn trên má thì một bên má khác cũng xuất hiện dấu tay. Chỉ trong chốc lát, hai cái bạt tai được đánh ra. Người đàn ông vạm vỡ kia hoa hết cả mắt, nhìn thấy bàn tay của Hạ Phi, nhưng không thể nào tránh được cái tát của anh ta. Bản thân mình bị tát tới hai cái liền, mà chân thì loạng choạng lùi về phía sau 3-4 bước. Sau khi hoàn hồn, người đàn ông cao to này cảm thấy thật không dám tin tưởng, bản thân còn chưa làm được gì thì đã bị táng cho sấp mặt rồi. Sắc mặt lúc này càng trở nên hung ác hơn, thô lỗ hét lên một câu, mày có biết tao là ai không? Tao là người của nhà họ Tả ở tỉnh Tề Vân. Nhà họ Tả à, Hạ Phi hoài nghi đưa mắt nhìn tay phải của mình, nhíu mày lại. Người đàn ông vạm vỡ kia nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Phi thì cho rằng anh ta bị dọa sợ rồi. Nhưng mà giây tiếp theo, Hạ Phi đã đứng trước mặt người đàn ông vạm vỡ kia. Bộp! Lại là một cái bạt tai nữa, lực đánh ra nặng nề, cơ thể người đàn ông kia nặng gần 100 cây di cứ như thế bị đánh bay ra ngoài. Nhà họ Tả à, bố mày không biết nhà họ Tả nào hết, thành phố Giang Tư chẳng có nhà họ Tả nào hết, mà tỉnh Hải Đông cũng chưa từng nghe nói tới nhà họ Tả. Thành phố Giang Tư trong mắt mấy người đàn ông vạm vỡ này là một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Mà chính tại nơi này người của nhà họ Tả thế mà lại bị đánh. Mấy người đàn ông vạm vỡ khác bây giờ mới phản ứng lại, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng xông về phía Hạ Phi. Đợi đã, Hạ Phi lùi về phía sau hai bước, cười một cách quái quỷ nói, chúng mày có biết, nếu như tới gây chuyện ở thành phố Giang Tư thì sẽ có kết cục gì không? Giang Hải từng nói, người nào có gan dám tới thành phố Giang Tư gây chuyện, thì sẽ giúp đỡ chọn một phần mộ có phong thủy tốt ở núi Nam bên ngoài thành phố. Người nào dám tới gây sự, thì Giang Hải sẽ cho người đó ngủ một giấc ngàn thu luôn. Lời nói bá đạo như thế, mới ban đầu chẳng có người nào xem là thật, đều có rằng Giang Hải thật là nói phét lên tận trời rồi. Nhưng mà, sự thật đã chứng minh tất cả, thành phố Giang Tư lúc này giống như là một thùng sắt, cũng chính là cấm địa. Tao quan tâm đếch gì kết cục gì của mày, các anh em, táng chết nó cho tao. Người đàn ông vạm vỡ đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt đã sưng lên, tức tối chỉ về phía Hạ Phi mà mắng chửi. Mà lúc này, một vài chiếc xe 16 chỗ lao tới, đèn xe nhấp nháy. Một nhóm người ở trên xe nhảy xuống, trên người những người này đều mặc quần áo đồng phục của bảo vệ. Người của công ty bảo vệ thành phố Giang Tư, nếu như phát hiện có người tới thành phố Giang Tư gây chuyện thì những người cách đó gần nhất sẽ lập tức tới ngay. Những người này, là lực lượng bảo vệ ở tiểu khu lân cận đó. Mấy người đàn ông vạm vỡ kia, quay đầu nhìn lại thì sửng sốt luôn. Không đợi bọn họ có bất cứ phản ứng nào thì những người này đã lao lên, trong tay còn cầm những cây côn bằng cao su. Anh Phi! Anh Phi! Có rất nhiều người quen biết Hạ Phi, đều mỉm cười chào hỏi. Ngay sau đó ánh mắt đều nhìn về phía những người đàn ông vạm vỡ kia với vẻ mặt xấu xa. Bớt nói nhảm đi, Hạ Phi vẫy vẫy tay. Nhẹ tay thôi. Anh Giang với nữ thần còn đang ăn cơm ở bên trên đó, nếu làm phiền họ thì anh không tha thứ cho chúng mày đâu. Hạ Phi hoàn toàn không coi những người đàn ông vạm vỡ này ra gì, ở thành phố Giang Tư này, dù là hổ thì phải nằm xuống mà có là rồng thì cũng phải uốn cong. Đây chính là quy tắc của thành phố Giang Tư. Yên tâm đi anh Phi, chúng em nhất định sẽ làm tốt mà. Hạ Phi gật đầu nói, ném ra ngoài, làm cho bọn chúng nhớ lấy, thành phố Giang Tư không phải nơi mà bọn chúng ra oai được. Nói xong thì Hạ Phi bước vào nhà hàng, sau khi ngồi xuống thì cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Một đám đông bảo vệ, không hề do dự ra tay với đám đàn ông vạm vỡ kia.
Người đàn ông cầm đầu kia vốn dĩ muốn phản kháng lại nhưng mà bị một cây côn cao su đập xuống, hoa mắt chóng mặt rồi trực tiếp ngất lăn ra. Nhét vào xe xong thì đưa ra bên ngoài thành phố. Ném xuống như ném heo chết, người dẫn đầu đội bảo vệ bước lên phía trước đá cho một phát. Cởi hết quần áo trên người bọn họ xuống. Tiền đều lấy hết đi, điện thoại thì bị phá hỏng, quần áo thì chất thành một đống rồi đốt hết. Những người đàn ông kia khi tỉnh lại thì khắp cả người chẳng còn mảnh vải che thân, cả cái quần lót cũng không có. Ngồi ở ven đường với đôi mắt trống rỗng, tất cả bọn họ đều tuyệt vọng rồi. Thành phố Giang Tư, rốt cục là nơi quỷ quái nào thế không biết. Bọn họ tới để cướp người, làm sao lại bị cướp thế này? Người cầm đầu sờ sờ bên má bị đánh sưng phồng lên của mình, cả khuôn mặt vừa bàng hoàng vừa không cam lòng. Anh ta nhớ, bản thân đã nói rõ hoàn cảnh của mình rồi, là nhà họ Tả ở Tề Vân. Nhưng mà cái danh hiệu này chẳng hề có chút tác dụng nào cả. Anh, bây giờ làm sao đây? Một tên đàn em đang gãi gãi mông hỏi. Ở bên vệ đường, chính là rừng cây và bụi cỏ, một mớ thịt lớn đang ngồi chồm hổm bên vệ đường đã trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho muỗi và côn trùng. Tao làm sao biết được, người kia phiền não đứng lên, nhìn trái nhìn phải. Thành phố Giang Tư này, bọn họ không dám quay lại nữa rồi. Nhưng mà, đi tới nơi khác thì có trời mới biết được cần đi bao lâu mới có thể tìm thấy người được, tìm điện thoại liên hệ về với tỉnh Tề Vân thôi. Nhưng mà có thể liên hệ được với cậu Tả thì bọn họ cần giải thích như thế nào được bây giờ? Anh, có xe. Nhìn về phía trước thấy xuất hiện ánh đèn, một chiếc xe đang đi tới. Chặn lại. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao to, cả người trần truồng đứng ở giữa đường vẫy tay điên cuồng. Mà, chiếc xe tải lớn đang đi tới kia thì chạy nhanh như chớp. Từ xa đã nhìn thấy bọn họ rồi, còn cho rằng là bọn cướp cơ chứ, hay là những người bị bệnh thần kinh. Còi xe được nhấn liên tục, chân ga đạp mạnh, không những không giảm tốc độ mà lại còn lao tới nhanh hơn. Sau đó, không biết bỏ qua bao nhiêu chiếc xe thì chẳng có người nào nhìn thấy bọn họ mà dám dừng lại cả. Người đàn ông cầm đầu, hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Thành phố Giang Tư, rốt cục là nơi quỷ quái nào? Bọn họ, lúc nào thì bị nhếch nhác như thế chứ? Bọn họ là người của nhà họ Tả ở Tề Vân, trước đây chỉ có bọn họ bắt nạt người khác chứ lúc nào lại bị người khác làm nhục như thế này chứ? Điều này so với việc bị giết còn nhục nhã hơn nhiều. Chương 288. Lúc này, trong nhà hàng, Hàn Phi đang đứng trước mặt Giang Hải, ánh mắt mang theo sự sùng bái. Anh Giang, những người tới thành phố Giang Tư gây chuyện đã bị đánh đuổi đi rồi. Giang Hải khẽ ừ một tiếng, hơi nhíu mày nói, đối phương là ai? Người nhà họ Tả ở Tề Vân. Nhà họ Tả ở Tề Vân, Giang Hải căn bản không thèm để ý. Có thể được Giang Hải chân chính xem như là tồn tại, ở trên thế giới này chẳng có mấy người. Giang Hải quay lại phòng ăn, trên khuôn mặt đã được treo nụ cười lạnh nhạt. Vừa rồi, người của nhà họ Tả đã tới thành phố Giang Tư rồi. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Lam Sương Nhi đột nhiên trở nên rất khó coi. Người của anh ta, rốt cục cũng tới rồi. Hơn nữa, lại tới nhanh như thế. Giang Hải nói, nhưng mà, đã bị người của chúng ta đánh cho bỏ chạy rồi, ở thành phố Giang Tư cô sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu. Lam Sương Nhi còn có chút không quá tin tưởng, trong ánh mắt cực kỳ hoài nghi. Nhà họ Tả ở Tề Vân, không phải là người bình thường. Thành phố Giang Tư nho nhỏ này cũng có người dám chống lại nhà họ Tả ư? Cần biết là cho dù ở tỉnh Tề Vân thì nhà họ Tả cũng có thể đi ngang đó. Nếu như lời Giang Hải nói là thật, thế thì Cố Uyển Như vào Giang Hải sẽ phải hứng chịu sự trả thù điên cuồng của nhà họ Tả rồi. Như thế, cũng đủ để khuấy động nhà họ Tả ở tỉnh Tề Vân rồi. Nghe nói, nhà họ Tả có mối liên hệ mật thiết với rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở Thiên Lương, ở Kinh Đô, thậm chí ở cả Tây Cảnh nữa. Thật ư? Giọng nói của Lam Sương Nhi run rẩy, nhẹ nhàng hỏi. Cố Uyển Như cũng nhìn lại bằng ánh mắt nghi ngờ, vừa rồi, Giang Hải ra ngoài mới chỉ có một phút mà thôi. Cô cực kỳ nghi ngờ Giang Hải đang bịa chuyện. Là thật đó, lúc bọn họ tới trùng hợp lại gặp phải Hạ Phi, thế nên không có lên lầu được. Yên tâm đi, ở thành phố Giang Tư, cô được an toàn nhất rồi. Giang Hải mỉm cười, trong ánh mắt có mang theo sự bá đạo một cách tự nhiên. Không ai dám gây chuyện ở thành phố Giang Tư đâu. Bởi vì câu nói này, là do tôi nói. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Lam Sương Nhi nhìn Giang Hải, đôi đồng tử hơi co rút lại. Anh ta nói ư. Đối diện với nhà họ Tả ở Tề Vân.
Nhà họ Tả như hung thần ác sát trong lòng của Lam Sương Nhi, nhưng trong lời nói của Giang Hải thì lại mang theo sự khinh miệt như thế. Lam Sương Nhi không tin, nhưng mà, trên người Giang Hải toát lên một sự tự tin mạnh mẽ, khiến cho Lam Sương Nhi thấy được sự an toàn từ trước tới nay chưa từng có. Người đàn ông của Cố Uyển Như, quá thần bí, Lam Sương Nhi không khỏi suy nghĩ Giang Hải rốt cuộc là người nào. Cô ta cũng chẳng thể nào nghĩ tới, bọn họ đã từng là bạn học, Giang Hải còn từng cướp một chiếc bánh mì từ trong tay mình hồi bé. Cơm cũng đã ăn xong rồi, Giang Hải lái xe quay trở về tập đoàn Uyển Như một lần nữa, sắp xếp cho Lam Sương Nhi ở toàn biệt thự kia. Bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lam Sương Nhi cảm thấy dường như là một giấc mơ. Bản thân thì cho rằng là một phiền phức lớn, nhưng mà trong mắt Giang Hải lại chẳng đáng là gì. Không chỉ như thế, đợi Giang Hải nói xong thì Cố Uyển Như cũng mang dáng vẻ đương nhiên như thế. Thành phố Giang Tư, thực sự là một khối sắt ư. Trên đường trở về, Cố Uyển Như cúi thấp đầu suy tư, đối với việc chọn Lam Sương Nhi làm người đại diện, cô vẫn do dự không quyết định như cũ. Nghĩ gì thế, Giang Hải sờ sờ ngón tay của Cố Uyển Như, kéo Cố Uyển Như quay về với thực tại. Nghĩ chuyện người đại diện. Giang Hải yên lặng, cuối cùng, Cố Uyển Như có chọn Lam Sương Nhi hay không thì anh cũng hoàn toàn không muốn xen vào. Anh thấy cô ấy thích hợp à? Cố Uyển Như hỏi Giang Hải, dường như đang hỏi chính bản thân mình. Giang Hải cười nhẹ nói, vợ thấy, đối với tập đoàn Uyển Như mà nói, thì thiếu cái gì nào? Vợ à, điều mà chúng ta thiếu, chính là thời gian. Ánh mắt của Giang Hải dần dần trở nên thâm thúy hơn. Tập đoàn Uyển Như có nhiều khoa học công nghệ như thế, cũng giống như việc canh giữ một ngọn núi chứa đầy vàng vậy, nhưng mà nắm chắc vàng ở trong tay thì không có bất cứ lợi ích gì. Điều mà chúng ta cần chính là để vàng đẻ ra vàng, Phương Đông quá thiếu công nghệ. Lúc này, người làm chủ tịch của tập đoàn Uyển Như lại do dự không quyết định được việc chọn một người đại diện nho nhỏ này, thật sự là không đáng. Thế thì được rồi, vậy chọn cô ấy đi, Cố Uyển Như hạ quyết tâm. Giang Hải nói, muốn để những công nghệ này trở thành sản phẩm thì cần phải có thời gian, gia tăng bước chân thì cũng cần nhanh chóng tìm kiếm đối tác. Cố Uyển Như nghiêng đầu nhìn Giang Hải, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ. Tập đoàn Uyển Như có thể nói là Giang Hải không quản lý bất cứ việc gì. Nhưng mà, mỗi lần nói chuyện thì cực kỳ có tác dụng thúc đẩy đối với sự phát triển của tập đoàn Uyển Như, thậm chí, có thể nói là có tác động tới những điều mấu chốt quan trọng nhất. Mặc dù, Giang Hải đã là chồng của cô, nhưng mà Cố Uyển Như vẫn có cảm giác càng ngày càng không hiểu Giang Hải. Tất cả mọi thứ trên người anh, đều thể hiện sự thần bí như thế. Cố Uyển Như rất muốn hỏi lai lịch của Giang Hải, chẳng qua Giang Hải không muốn nói tới, nên cô cũng không hỏi nhiều về vấn đề này, nhưng từ đầu tới cuối vẫn giữ trong lòng điều này. À đúng rồi, Cố Uyển Như đột nhiên vỗ trán một cái. Làm sao vậy? Hôm nay nhận được một tấm thiệp mời, Chu Khải sắp kết hôn. Với ai thế? Giang Hải nghi ngờ hỏi. Uyển Thuần. Hả, điều này quả thực khiến cho Giang Hải có chút bất ngờ, bọn họ làm sao lại kết hôn rồi. Nhưng mà, Giang Hải cũng chẳng suy nghĩ nhiều, anh hoàn toàn không quá quan tâm tới việc đi hay ở của Chu Khải. Chỉ là nhất thời có chút khó chấp nhận mà thôi, người ở hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau kết hôn, sẽ như thế nào chứ? Sự xinh đẹp của Thuần Uyển có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, mà so sánh ra thì Chu Khải vô cùng bình thường. Mà quan trọng nhất là, Thuần Uyển nắm trong tay một tập đoàn lớn, mà Chu Khải chẳng có gì cả. Ngày hôm nay, thân phận của Chu Khải là chỉ là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Uyển Như mà thôi. Việc hai người bọn họ kết hôn còn khoa trương hơn cả là cóc ăn thịt thiên Nga ấy chứ. Lúc này, tại tỉnh Tề Vân, trong một trang viên hào hoa tráng lệ, sắc mặt của Tả Thành rất chi là âm u. Những người cử đi thành phố Giang Tư tới bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì. Điều này khiến anh ta rất chi là không vui. Gọi điện thoại, hỏi xem xảy ra chuyện gì rồi. Tả Thành hừ lạnh một tiếng. Lúc trước, cho dù Tả Thành ưng ý một ngôi sao tuyến một, nếu muốn thì chỉ cần không quá 2-3 ngày, đã có thể nắm được trong vòng tay rồi. Chẳng có người nào dám đắc tội với nhà họ Tả, chỉ cần nghe thấy cậu Tả nhìn chúng người nào, thì tất cả mọi người đều biết là không thể chạy được. Điều khiến anh ta không ngờ tới, chính là Lam Sương Nhi thật sự là trinh khiết liệt nữ. Nhưng mà càng như thế thì Tả Thành lại càng thấy thú vị, anh ta nhất định phải đè Lam Sương Nhi ở dưới thân mình và tàn phá cô ta, từng chút một, xé rách sự kiêu ngạo của Lam Sương Nhi, để cô ta hoàn toàn trở thành một ả đàn bà dâm đãng. Người đàn ông cao to mặc áo đen lập tức gọi điện thoại, nhưng,
ở đầu dây bên kia từ đầu tới cuối chỉ truyền lại tín hiệu không liên lạc được. Thưa cậu chủ, vẫn không liên lạc được à? Trong mắt Tả Thành lóe lên một tia sát ý. Lúc này, điện thoại ở bên cạnh vang lên, một tên đàn em nhanh chóng đưa lên cho Tả Thành. Vừa nhìn thấy là một dãy số lạ, anh ta nhận điện thoại với sự nghi ngờ. Trong chớp mắt, sắc mặt Tả Thành trở nên đỏ tía giống như màu gan heo. Một đám phế vật, đồ vô tích sự. Vung tay lên, chiếc điện thoại trong tay bị đập tan tành. Một đám tốn cơm tốn vải. Với tiếng gầm rú điên cuồng của Tần Thành, người đàn ông cao to mặc áo đen lập tức đổ mồ hôi lạnh trên trán, rón rén nhìn về phía Tần Thành. Mấy tiếng sau, những người đàn ông vạm vỡ lúc trước được cử đi thành phố Giang Tư lái một chiếc xe rách nát quay về. Đây là chiếc xe mà họ cướp được khi ngồi xổm ở trên đường cao tốc suốt 2 tiếng đồng hồ. Cũng may là ở trên xe cũng có chút đồ, nếu không cho dù có quay về Tề Vân thì khi gặp Tần Thành cũng vẫn còn trần như nhộng. Quần áo bị lột sạch ra, để lộ ra thịt với cơ bắp rắn chắc ra ngoài, trên eo của người nào cũng được quấn bằng một chiếc khăn tắm lớn. Thoạt nhìn thì còn tưởng là những người này đang thư giãn giải trí ở trong bồn tắm ấy chứ. Cậu Tả, chúng tôi gặp phải cao thủ. Người đàn ông cao to khóc không ra nước mắt, trong đám côn đồ mà Tả Thành nuôi dưỡng thì năng lực của anh ta cũng tính là tương đối tốt rồi, trước đó chỉ cần nói là người nhà họ Tả ở Tề Vân, thì chẳng có gì là không thuận lợi cả. Bọn họ cũng chuyên làm mấy việc ức hiếp con gái nhà lành này rồi, lúc nào thì phải chịu đựng sự nhục nhã như thế này chứ. Cho dù là ra khỏi tỉnh Tề Vân, thì có ai mà chưa từng nghe nói tới nhà họ Tả ở Tề Vân, ai mà chẳng nể mặt chứ. Bất luận là thế lực giới bạch đạo hay là thế lực ngầm thì nhà họ Tả ở tỉnh Tề Vân đều rất có tiếng nói. Đánh chó còn phải nể mặt chủ, ai dám đối xử với bọn họ như thế chứ. Nhưng mà, lần này, bọn họ đã gặp phải người cứng đầu cứng cổ rồi. Không những lột sạch quần áo của bọn họ, mà còn vứt họ ở ven đường, đến cả ăn mày còn chẳng bằng nữa. Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt của Hạ Phi lúc đó, người đàn ông cao to này đã thấy ngứa hết cả răng. Tên kia rất thờ ơ và khinh thường khi đối mặt với bọn họ, thậm chí, trong ánh mắt còn mang theo cả sự khinh miệt nữa. Cho dù là anh ta đã nói ra nhà họ Tả ở Tề Vân, nhưng đối phương vẫn chẳng thèm để ý như cũ. Cậu Tả, bọn họ nói, đánh chính là người của nhà họ Tả ở Tề Vân. Bọn họ không những có cao thủ, mà người cũng đông nữa, chúng tôi. Chúng tôi ít người đánh không lại được đám đông. Nghe xong lời mà người đàn ông cao to kia kể lại, sắc mặt Tần Thành đã trở nên âm trầm, u ám tới cực điểm. Ở Hải Đông này, không đơn giản đấy, vậy mà lại còn có đám cao thủ này. Tần Thành nhíu mày, đang tính toán ở trong đầu, rồi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, chúng mày, đừng nói là chọc vào tập đoàn Uyển Như rồi đấy nhé. Chuyện Giang Hải diệt nhà họ Doãn đã được truyền đi, trước khi hiểu rõ Giang Hải ai, cũng không một ai dám chạm vào sự xúi quẩy này, có trời mới biết được là Giang Hải rốt cuộc là người nào, lại có những bản lĩnh gì. Làm sao có thể chứ? Đôi mắt người đàn ông đảo qua đảo lại, trên đường quay về, anh ta đã nghĩ xong đối sách từ lâu rồi, thù này, nhất định phải báo. Để bọn họ tự mình đi trả thù hiển nhiên là điều không thể nào rồi, thế thì chỉ còn cách vu khống, khiêu khích cho Tả Thành đi thôi. Nếu như gây ra được mâu thuẫn giữa nhà họ Tả với tập đoàn Uyển Như, thì đừng nói tới tập đoàn Uyển Như, kể cả thành phố Giang Tư cũng có thể bị san phẳng. Cậu Tả, thành phố Giang Tư không đơn giản, quá nhiều cao thủ, nhân thủ của nhà họ Tả không đủ, trăm ngàn lần không nên đi trêu chọc. Bộp, Tần Thành giơ tay tát gã một cái, âm thanh vang lên rõ ràng, hung hăng nện lên khuôn mặt của người đàn ông cao to kia. Bị đánh rồi, cũng bị mắng rồi. Nhưng mà người đàn ông cao to kia không hề để ý. Ôm lấy má, cả khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì hết, trong ánh mắt thể hiện ra sự rụt rè và sợ hãi, nhưng thực tế trong lòng thì lại đang liên tục cười lạnh. Anh ta quá hiểu Tả Thành, hoặc là nói, anh ta hiểu đám con cháu của gia đình danh giá này, mặt mũi quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì. Càng đánh vào mặt mũi của nhà họ Tả, thì lại khiến anh ta cảm thấy mất mặt, Tả Thành lại càng không suy nghĩ gì sất mà tới thành phố Giang Tư để xử lý. Nhà họ Tả tại Tề Vân, làm sao lại có thể sợ một tập đoàn Uyển Như chứ, càng sẽ không coi Giang Hải ra gì. Làm cậu chủ của nhà họ Tả, cả cái tỉnh Tề Vân này, cũng chẳng có mấy người đủ sức khiến anh ta phải kiêng nể. Sau khi cân nhắc một hồi thì Tả Thành hừ lạnh một tiếng, đi, điều tra tập đoàn Uyển Như cho tôi, còn nữa, điều tra cả cái người tên là Giang Hải kia, rốt cuộc là có bối cảnh như thế nào. Bối cảnh của Giang Hải, không biết bao nhiêu người từng điều tra rồi. Nhưng mà bọn họ không hề điều tra ra được điều gì,
thậm chí lý lịch của Giang Hải trong những năm này cũng dường như là bị cố tình tẩy xóa đi rất nhiều rồi. Khóe miệng của Tả Thành dần dần nhếch lên một nụ cười lạnh, phế bỏ Giang Hải lấy lại mặt mũi, việc này không gấp lắm, trong lòng lại không khỏi chờ mong, muốn được thưởng thức hương vị của Lam Sương Nhi. Đi, gọi điện thoại cho công ty giải trí, bảo Hoàng Tổng tới Tề Vân một chuyến. Quay người lại, giọng nói của anh ta trở nên thâm trầm tới đáng sợ, mà vẻ mặt lại hung ác. Tôi hy vọng ngày mai có thể thấy ông ta sớm một chút, nếu như ông ta không tới được, thế thì cái công ty giải trí rách nát kia của ông ta cũng không cần phải tồn tại nữa. Chương 289. Không tới 10 phút sau, Hoàng Tổng đã gọi điện thoại tới. Cậu Tả, cậu gọi tôi có việc gì ư? Hoàng Tổng biết, Tả Thành chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, nhưng mà ông ta lại không dám không tới, chính vì thế nên gọi điện thoại trước để thăm dò tình hình xem sao. Hoàng Tổng, tôi chỉ muốn gặp ông thôi, lẽ nào, chút thể diện này ông cũng không cho tôi được à? Tả Thành liên tục cười lạnh, Hoàng Tổng ở bên đầu kia điện thoại đã nổi hết cả da gà lên rồi. Đâu có, đâu có, chỉ là hiện tại tôi đang ở bên ngoài, nhất thời chưa quay về được. Cậu Tả, có chuyện gì thì cậu cứ mặc sức sai bảo đi. Tả Thành cũng không nhất định bắt buộc phải gặp được Hoàng Tổng, chỉ là muốn trấn áp ông ta mà thôi. Khóe miệng cong lên, Tả Thành biết, Hoàng Tổng đang áy náy nhận lỗi, bây giờ bất kể là anh ta nói ra điều kiện gì, thì ông ta cũng không từ chối. Hoàng Tổng, có chút việc tôi muốn nhờ ông giúp. Tôi muốn mời ông đích thân đi tới thành phố Giang Tư một chuyến, đưa Lam Sương Nhi về đây, tiện thể mang cho tôi hai mỹ nhân tuyến một nữa, nghe nói gần đây có một nhóm đang rất nổi. Sắc mặt của Hoàng Tổng lập tức vàng như nghệ, nhưng mà ông ta nào dám làm trái ý của Tả Thành chứ, thế nên đã đồng ý ngay tức khắc mà chẳng hề do dự gì. Về việc làm thế nào khiến cho hai cô gái nhỏ mới dấn thân vào thế giới giải trí phục tùng hầu hạ, thì Hoàng Tổng đã có cách rồi. Đặt điện thoại xuống, Hoàng Tổng nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua là ông ta đã trút toàn bộ cơn giận ấy lên đầu Lam Sương Nhi, nếu như Lam Sương Nhi ngoan ngoãn hầu hạ Tả Thành, thì làm gì có những chuyện này chứ? Thành phố Giang Tư ư? Hoàng Tổng sờ sờ cằm, xem ra thời gian này Lam Sương Nhi đang ở thành phố Giang Tư, quả nhiên là gia đình có thế lực, nhanh như thế mà đã tìm thấy được tung tích của Lam Sương Nhi rồi. Nhưng mà, vấn đề là bây giờ công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Lam Sương Nhi rồi. Làm sao Lam Su Ong Nhi có thể nghe theo sự điều khiển của ông ta được nữa chứ? Lập tức vẫy vẫy tay, gọi một cô thư ký mang theo hơi thở trụy lạc bước vào. Lập tức sắp xếp mấy người, làm sạch tin tức ở trên mạng, nói công ty chúng ta chưa từng chấm dứt hợp đồng với Lam Sương Nhi, phụ bê bối kia của Lam Sương Nhi kia là do có người cố ý gây riot, muốn bôi đen hình tượng ngọc nữ của cô ta, công ty giải trí của chúng ta tuyệt đối không bỏ qua việc này, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. À, còn nữa, tuyên bố với bên ngoài, công ty muốn dồn lực lượng để bồi dưỡng Lam Sương Nhi, mấy tin tức này cố gắng làm rầm rộ để cô ta có thể nhìn thấy. Hoàng Tổng, anh chẳng phải là... Cô thư ký nhỏ bĩu môi. Bảo cô làm gì thì làm cái đó đi, là cậu Tả ưng Lam Sương Nhi rồi, cô ở đó ghen tức cào nhau cái gì? Hoàng Tổng đập bàn một cái rồi giận dữ nói. Đặt cho tôi một vé máy bay đi thành phố Giang Tư. Sáng sớm ngày hôm sau, dư luận dùm beng lên. Tin tức về Lam Sương Nhi thế mà lại nổ ra. Sau khi tin tức được lan truyền ra, thì nội bộ tập đoàn Uyển Như cũng vang lên nhiều âm thanh phản đối, để một người nghệ sĩ có xì căng đan làm người đại diện, thế chẳng phải là tự bôi đen lên mặt mình à. Lúc này, thấy bài đăng như thế thì cô Uyển Như lập tức tuyên bố quyết định mời Lam Sương Nhi làm người đại diện. Nhưng mà, lúc cô Uyển Như tìm Lam Sương Nhi để bàn về chuyện này, thì điều ngoài ý muốn chính là Lam Sương Nhi lại từ chối. Uyển Như, thật sự là xin lỗi cô, hiện tại tôi vẫn đang là nghệ sĩ của công ty giải trí. Thế nên, nếu muốn nói chuyện ký hợp đồng, thì bắt buộc phải tìm công ty giải trí để đàm phán, tự bản thân Lam Sương Nhi không thể làm chủ được. Cô hoàn toàn có thể tự chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí mà, bây giờ cô có thể chủ động chấm dứt. Cố Uyển Như hoàn toàn không hề quan tâm tới chút tiền này, chút tiền vi phạm hợp đồng này, tập đoàn Uyển Như vẫn có thể trả được, nên hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Cái này, cần rất nhiều tiền đó. 10 triệu có đủ không? Cố Uyển Như mỉm cười hỏi. Không đủ à, 20 triệu hả? 20 triệu, không biết có thể làm bao nhiêu người phát điên, nhưng Cố Uyển Như lại nói nhẹ nhàng như là 20 đồng vậy. Thế nào gọi là lắm tiền nhiều của, Cố Uyển Như chính là có sức mạnh này. Từ khi thành lập tập đoàn Uyển Như tới nay,
cũng chỉ trong thời gian khó khăn mới phải mượn tiền của ngân hàng, hơn nữa, đã nhanh chóng trả hết nợ rồi. Bây giờ, ký thỏa ước với nhiều nhà thầu hợp tác như thế, có mấy chục tỷ tài sản sinh lợi tức trong tài khoản, chút tiền này, chắc chắn cần chi tiêu một cách hợp lý và đem tới càng nhiều lợi ích mới được. Lam Sương Nhi bị dọa sợ, không ngờ Cố Uyển Như lại xem trọng mình như vậy. Thế nào, vẫn chưa đủ hả? Cố Uyển Như có chút bất ngờ, Lam Sương Nhi cũng chỉ là một ngôi sao hạng 2 mà thôi, có thể ký vi phạm hợp đồng bao nhiêu tiền chứ? Đủ rồi, chỉ là không muốn nợ ân tình của Cố Uyển Như nhiều như thế, chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí, đối với Lam Sương Nhi mà nói thì chính là một chuyện tốt, Cố Uyển Như đang giúp cô ta. Đủ rồi là được, hơi mỉm cười, Cố Uyển Như để Lam Sương Nhi nhanh chóng sắp xếp, còn mình thì tạm biệt rồi rời đi tiếp tục công việc khác. Lam Sương Nhi ngồi buồn chán ở trong phòng một mình, trong lòng đang suy nghĩ về ưu và nhược điểm. Cô ta rất rõ ràng, công ty giải trí đã quyết định chấm dứt hợp đồng với mình, chỉ là, đã xảy ra thay đổi gì mới khiến Hoàng Tổng thay đổi ý định. Cái này, chắc chắn là cái bẫy của tên họ Tả kia, nếu là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí, thì sẽ bắt buộc phải tham gia một số hoạt động. Thế thì, sắp xếp cho Lam Sương Nhi vào chồng của gã ta là điều quá đơn giản rồi. Chỉ là, thực tế lại càng đơn giản hơn Lam Sương Nhi suy nghĩ rất nhiều. Tả Thành đâu có thời gian nhàn rỗi mà nghĩ ra mấy cái trò loằng ngoằng phức tạp này, anh ta làm việc chỉ thích thẳng thắn nhanh gọn, trực tiếp bắt trói lại, cần gì phải dùng tới bẫy dập làm gì. Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại của Lam Sương Nhi đổ chuông. Cầm lên thì thấy là Hoàng Tổng gọi tới. Lam Sương Nhi không biết bản thân có nên nghe máy hay không. Điện thoại không có ai nghe máy mà truyền tới âm thanh báo máy bận. Sắc mặt của Hoàng Tổng thay đổi cực kỳ khó coi. Nhưng mà vẫn cố gắng nhẫn nhịn lại, sau đó lại gọi lại. Điện thoại cuối cùng cũng gọi được, Hoàng Tổng đổi thành một thái độ dịu dàng dễ chịu hơn. Sương Nhi, phiền phức của cô, công ty đã giải quyết thay cô rồi. Cái tên họ Tả kia cũng đã đồng ý rồi, sau này tuyệt đối không tới làm phiền cô nữa. Lam Sương Nhi sửng sốt một chút, giải quyết rồi ư. Làm sao có thể chứ? Trong ấn tượng của Lam Sương Nhi, thì Hoàng Tổng với cậu Tả thân thiết tới mức có thể mặc chung một cái quần ấy chứ. Trong công ty có tin đồn Hoàng Tổng cặp bồ qua lại với nhiều nghệ sĩ trong công ty, có thể nói là ông ta hoàn toàn không có tư cách gì hết. Mới trước đây không lâu ông ta còn uy hiếp Lam Sương Nhi. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Tôi có thể lừa cô ư? Cô chính là nhân tài mà công ty chúng ta lựa chọn để bồi dưỡng đó. Sương Nhi à, cô bây giờ đang ở đâu vậy? Nhanh chóng quay về công ty chuẩn bị một chút, tôi đã dặn dò hết rồi, sắp xếp mấy chương trình tạp kỹ để tăng độ nổi tiếng cho cô. Hơn nữa, gần đây công ty mới có 2 kịch bản phim truyền hình sắp được khởi quay, cô được chọn làm nữ chính rồi. Hoàng Tổng đã thành công khơi gợi lại giấc mơ làm ngôi sao cho Lam Sương Nhi, mặc dù còn rất nghi ngờ trong lòng, nhưng cô ta cũng có chút dao động rồi. Hoàng Tổng, tôi... Lam Sương Nhi ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Hoàng Tổng giả vờ không hài lòng mà khịt khịt mũi nói, cô đang hoài nghi tôi đấy à? Thế là không đúng đâu nha. Cô có biết là, tôi phải dùng biết bao nhiêu là mối quan hệ, mới có thể giải quyết được sự phiền phức của cậu Tả không hả? Cô có biết tôi phải trả giá bao nhiêu không hả? Hát, cô cần phải hát cho tốt. Phim, cô cũng cần phải diễn cho tốt, không thể phụ lại tài nguyên mà công ty dành cho cô được. Trong điện thoại, Hoàng Tổng lừa bịp rất chi là tài tình. Nhưng mà Lam Sương Nhi từ đầu tới cuối cũng không hề nói bản thân đang ở đâu, cũng không nói sẽ lập tức quay trở về, chỉ nói là sẽ xem xét lại sau. Lam Sương Nhi không biết, nếu như bản thân mình đi thì nên giải thích như thế nào đối với Cố Uyển Như. Thực sự thì tôi biết cô đang ở thành phố Giang Tư, đó chính là quê quán của cô mà. Hoàng Tổng lại tiếp tục bịp bợm, cuối cùng cũng làm Lam Sương Nhi lay động, nói muốn đích thân tới thành phố Giang Tư đón cô ta, hơn nữa. Còn muốn chuẩn bị một cuộc họp báo để đưa Lam Sương Nhi lấn sân sang lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Xác nhận lại 3 lần thì Lam Sương Nhi cuối cùng cũng tin tưởng, chuyện phát sinh lúc trước cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Vui mừng không dứt, giấc mộng ngôi sao của cô ta, có thể tiếp tục rồi. Ngày sau đó, Hoàng Tổng lên máy bay tới thành phố Giang Tư. Chuyện thứ nhất mà ông ta làm sau khi xuống máy bay là gọi điện thoại cho Lam Sương Nhi. Tôi đã tới thành phố Giang Tư rồi. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi tới đón cô. Lam Sương Nhi vô cùng vui mừng, Hoàng Tổng chính là ông chủ của công ty giải trí, mà đích thân tới đây đón mình ư. Cô ta còn tưởng rằng lúc trước chỉ là nói đùa thôi chứ.
thụ sủng nhược kinh. Lúc này, Lam Sương Nhi hoàn toàn tin tưởng rằng, công ty giải trí thật sự muốn bồi dưỡng cô ta trở thành nghệ sĩ tuyến một, nhưng mà cô ta không biết được sự nguy hiểm cũng đang theo đó mà tới. Được, suy nghĩ một lát rồi Lam Sương Nhi nói, chúng ta hẹn nhau ở nơi nào đó bên ngoài nhé, tôi đang ở nhà của bạn tôi, không tiện lắm. Gãi đúng chỗ ngứa rồi, lần này Hoàng Tổng tới cũng là sợ bị người để ý nhìn chằm chằm vào. Đưa Lam Sương Nhi đi một cách lặng lẽ cũng chính là điều mà ông ta muốn làm. Sau đó hai người hẹn nhau ở một nơi, Lam Sương Nhi lập tức ra ngoài. Nhưng mà, vừa mới bước ra khỏi biệt thự thì lại gặp phải Cố Uyển Như. Cũng sắp tới trưa rồi, Cố Uyển Như muốn tìm Lam Sương Nhi nói chuyện phiếm, sau đó cùng cô ta đi ăn cơm. Lam Sương Nhi bước tới phía trước, kéo lấy cánh tay của Cố Uyển Như nói, ông chủ của công ty giải trí tới rồi, ông ấy đã nhờ vả rất nhiều mối quan hệ, cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi việc của tôi rồi. Lam Sương Nhi biết, bản thân đắc tội với nhà họ Tả ở Tề Vân, muốn dàn xếp được chuyện này, thì cái giá phải trả chắc chắn là không nhỏ. Cô ta nghĩ, tới khi hết hạn hợp đồng, không cần biết công ty giải trí đưa ra điều kiện như thế nào thì cũng sẽ tiếp tục ký tiếp hợp đồng với họ, như thế cũng chính là kiếm chút tiền cho công ty, báo đáp sự vun trồng của Hoàng Tổng. Cố Uyển Như nghe thấy thế thì tự dưng sinh ra sự nghi ngờ trong lòng. Nhưng mà cô từng nói là cái cậu Tả kia không dễ nói chuyện mà, bản chất anh ta ngang ngược, hung ác, kiêu ngạo lại còn làm nhục không biết bao nhiêu ngôi sao rồi mà, cô đánh anh ta hai cái tát tai làm sao lại có thể dễ dàng giải quyết như thế được chứ. Cố Uyển Như không tin, cô từng gặp rất nhiều con cháu nhà giàu rồi, cũng gặp rất nhiều người kiêu ngạo, độc ác rồi, có mấy người không lấy thế ép người, không cậy quyền lực bắt nạt người khác chứ. Quan trọng nhất là, Lam Sương Nhi từng nói là cái ông Hoàng Tổng kia cũng từng ép cô ta phải hầu hạ cậu Tả đó. Suy nghĩ như thế, nên việc Hoàng Tổng nói đã giải quyết xong xuôi rồi cũng có chút không thích hợp cho lắm. Sương Nhi, người mà cô đắc tội không phải là người bình thường, trăm nghìn lần đừng để rơi vào cái bẫy của họ. Hoàng Tổng này, Cố Uyển Như nhíu mày. Tôi thấy đáng tin. Lam Sương Nhi hoàn toàn bị bức tranh hoa mỹ, xinh đẹp mà Hoàng Tổng vẽ vời ra lừa gạt rồi. Biết được Cố Uyển Như muốn tốt cho mình nên cô ta kéo cánh tay của Cố Uyển Như nói, yên tâm đi, tôi cũng không phải là đứa bé 3 tuổi nữa, tôi biết nên làm thế nào mà. Thấy Lam Sương Nhi đã quyết định như thế thì Cố Uyển Như cũng không nói nhiều nữa, suy cho cùng thì con đường của mỗi người bước đi như thế nào, chính là do người ta tự chọn lấy. Chỉ cần cô ta bình an vô sự là được rồi, cô cũng chỉ có thể làm hết nghĩa vụ của một người bạn như thế này thôi. À, đúng rồi, Lam Sương Nhi đang vội vã bước ra bên ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước thì dừng lại rồi quay đầu quay lại. Có lẽ tôi sẽ quay lại làm việc nhanh thôi, có thể sẽ rất là bận. Về chuyện làm người đại diện, tới lúc đó thì bàn bạc lại với công ty nhé, việc này, tôi không tự mình làm chủ được. Thế này cũng rất tốt, Hoàng Tổng đã giúp đỡ Lam Sương Nhi nhiều như thế. Dùng việc người đại diện để báo đáp Hoàng Tổng cũng là việc nên làm. Được. Sau đó Cố Uyển Như chào tạm biệt Lam Sương Nhi. Nhìn bóng lưng của Lam Sương Nhi, Cố Uyển Như mang theo tâm trạng bồn chồn trong lòng, quay về phòng làm việc. Sao em lại về rồi? Giang Hải ngẩng đôi mắt đang lim dim lên nhìn, Cố Uyển Như vừa nhìn thì biết, con sâu lười này lại vừa nằm bò trên bàn ngủ một giấc đây mà. Đối với Giang Hải mà nói thì việc đi làm cùng với Cố Uyển Như chính là một loại dằn vặt. Cố Uyển Như đang suy nghĩ có nên sắp xếp chút công việc nào đó cho Giang Hải hay không. Cố Uyển Như kể về chuyện của Lam Sương Nhi, rồi lắc đầu cười khổ. Người nói thì không nghĩ gì nhưng mà người nghe lại có ý. Giang Hải vừa mới nghe thì đã biết là có việc xảy ra rồi. Vội đứng lên, nhanh chóng bước ra bên ngoài. Lam Sương Nhi cũng thật là, không phải ngu ngốc bình thường nữa mà là ngốc vô địch luôn, lẽ nào không nhìn ra được tất cả chỉ là một âm mưu ư. Hy vọng vẫn kịp cứu cô ta, tốt nhất là đừng bị thương gì. Chương 290. Anh nói Lam Sương Nhi có nguy hiểm ư? Trong lòng Cố Uyển Như cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Giang Hải gật đầu. Em cũng đi. Hai người xuống dưới lầu, lúc này thì đã chẳng thấy bóng dáng Lam Sương Nhi đâu nữa rồi. Hỏi bảo vệ thì nói là vừa mới bước lên một chiếc taxi đi rồi. Giang Hải lập tức lái xe đuổi theo. Trên xe, trong lòng Cố Uyển Như có chút chua xót nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Giang Hải. Anh, làm sao lại quan tâm tới Lam Sương Nhi như thế, cảm giác rất chi là không đúng, sao anh lại căng thẳng như thế chứ? Mà Giang Hải thì lại chẳng suy nghĩ nhiều như thế,
anh chỉ nghĩ tới lần cướp chiếc bánh mì kia, đối với anh mà nói thì không cần biết có phải là cướp lấy hay không, thì cũng chính là ơn huệ một bữa cơm mà cô ta cho anh. May thay phía tây thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển, nên taxi cũng rất ít, chẳng bao lâu sau, Giang Hải đã ép sát tới phía trên chiếc xe trên một đoạn đường đang được sửa chữa. Chắc hẳn là cái xe này rồi, Cố Uyển Như nói. Nhìn qua cửa kính xe, Cố Uyển Như có thể nhìn thấy một bóng người tóc dài tung bay đang ngồi ở ghế sau, hình như là đang gọi điện thoại. Đôi mắt Giang Hải hơi nhíu lại, trong lòng cũng thả lỏng ra được một nửa. Ép chiếc xe taxi dừng ở ven đường, Giang Hải mở cửa sổ xuống. Lái xe taxi đang định mở miệng mắng chửi thì nhìn thấy bốn chữ lớn trên chiếc xe của Giang Hải nên lập tức ngậm miệng lại. Xe của tập đoàn Uyển Như, ở thành phố Giang Tư này, không một người nào dám đắc tội. Cũng chẳng phải người của tập đoàn Uyển Như ngang ngược kiêu ngạo không dễ đụng vào, mà tất cả mọi người đều biết, thành phố Giang Tư trở nên yên bình hơn chính là nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn Uyển Như. Anh Giang, Lam Sương Nhi thấy tò mò, sao Giang Hải lại đuổi theo chứ? Lên xe của tôi đi, tôi đưa cô đi. Giang Hải mỉm cười nói. Cố Uyển Như mở cửa xe ra cho Lam Sương Nhi bước lên xe. Giang Hải không hề nhắc tới việc Lam Sương Nhi có nguy hiểm gì, mà chỉ muốn đưa cô ta đi, để cô ta tận mắt nhìn thấy được sự hiểm ác của thế giới này. Khi tới quán cà phê đã hẹn trước, hai người Giang Hải đưa Lam Sương Nhi vào trong. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Tổng thì khóe miệng Giang Hải nở một nụ cười lạnh. Lúc đầu thì ánh mắt của Hoàng Tổng mang theo sự dâm đãng. Nhưng khi nhìn thấy hai người Giang Hải thì ánh mắt lại lóe lên sự hoảng loạn. Mặc dù Hoàng Tổng đã che giấu rất tốt, người bình thường không hề nhìn ra được bất cứ điều gì. Trên bàn, đã gọi sẵn hai cốc cà phê rồi, cốc trước mặt Hoàng Tổng đã bị vơi đi một nửa, chứng tỏ là đã bị uống rồi. Thông thường thì đồ uống cần phải đợi sau khi người ta tới rồi mới gọi, Hoàng Tổng lại chuẩn bị trước, sợ là có vấn đề gì đó. Lam Sương Nhi chẳng hoài nghi gì cả, lập tức giới thiệu cả hai bên. Uyển Như, vị này là Hoàng Tổng của công ty giải trí của tôi. Lần này, cần phải dựa vào Hoàng Tổng nhiều rồi. Hoàng Tổng, đây là hai người bạn của tôi ở thành phố Giang Tư, Cố Uyển Như của tập đoàn Uyển Như, và anh Giang là chồng của cô ấy. Hoàng Tổng lộ ra vẻ sững sờ, dường như khó giấu được sự căng thẳng, lo lắng ở trong lòng. Ồ, ngưỡng mộ đã lâu, thật không ngờ. Cố tổng của tập đoàn Uyển Như lại còn trẻ tuổi và đầy triển vọng như vậy. Hoàng Tổng đã lăn lộn trong giới giải trí này bao nhiêu năm rồi, vẫn thật sự chưa từng nghe nói tới tập đoàn Uyển Như. Ông ta lại càng không biết, người thanh niên tên là Giang Hải trước mặt này, chính là sát thần huyết tẩy nhà họ Doãn lừng danh. Nếu như ông ta biết được thì sợ là bị dọa cho liệt luôn rồi. Trên mảnh đất phương Đông này, tên tuổi của Giang Hải đã đủ để khiến một số những tên hề nhảy nhót khiếp đảm sợ hãi rồi. Đắc tội với anh chính là đang muốn làm thông gia với Diêm Vương rồi. Cách cái chết chẳng xa nữa đâu. Sau khi chào hỏi xong thì ngồi xuống, Hoàng Tổng lập tức gọi người phục vụ tới để gọi cà phê cho hai người Cố Uyển Như, sau đó lấy chiếc cốc đặt trước mặt Lam Sương Nhi lúc này vẫn còn đang hơi nóng tay, tiện tay đổ vào thùng rác ở bên cạnh người. Cười cười một tiếng, cà phê nguội rồi. Trước khi Lam Sương Nhi tới thì Hoàng Tổng đã thiết kế xong xuôi rồi. Ở trong cốc cà phê đó đã cho thêm thuốc mê, chỉ cần uống nửa cốc thì có thể ngủ cả ngày liền. Đợi tới khi Lam Sương Nhi tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường của cậu tả rồi, thậm chí bị làm nhục bao nhiêu lần cũng không rõ nữa ấy chứ. Nhưng mà Hoàng Tổng trăm vạn lần không thể ngờ tới được là, Lam Sương Nhi không tới một mình mà lại đưa theo cả Cố Uyển Như và Giang Hải đi cùng. Dưới sự chất vấn của Lam Sương Nhi thì sắc mặt Hoàng Tổng thoáng qua sự u ám và gian tà, kể chuyện mình đã dàn xếp cậu tả như thế nào. Cần trả giá bao nhiêu, lại còn không dễ dàng như thế nào. Lam Sương Nhi thổn thức không thôi, lập tức nói tới dự định của Cố Uyển Như muốn mời cô ta làm người đại diện nói ra. Nhưng mà, Hoàng Tổng làm gì có tâm trạng mà vui mừng nữa, chỉ giả vờ ngạc nhiên và vui vẻ mà thôi. Bởi vì ông ta biết, khi bước vào cánh cửa của cậu tả, thì sự nghiệp biểu diễn của Lam Sương Nhi coi như chấm dứt rồi. Trừ khi, cậu tả chơi chán rồi thì mới có thể thả cô ta ra để tiếp tục ca hát. Mà, đợi tới khi chơi chán rồi, thì người cũng phế luôn rồi còn đâu. Thời gian này, thật sự là cảm ơn hai người, đã chăm sóc cho Lam Sương Nhi như thế. Hoàng Tổng khách sáo nói với Giang Hải. Giang Hải mỉm cười, ánh mắt thì dần dần trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên là đúng như dự đoán, Hoàng Tổng lập tức nói, công ty đã sắp xếp cho Lam Sương Nhi nhiều việc rồi, thời gian cũng khá là gấp gáp, tôi thấy chúng tôi phải đi rồi.
Cố Huyền Như đưa mắt nhìn Giang Hải, kỳ lạ thật, Giang Hải không phải là đã nhìn ra Hoàng Tổng này có vấn đề à? Vì sao lại không vạch trần ra còn ở đó mà cười ha ha cái gì? Giang Hải quan tâm hỏi Lam Sương Nhi, đồ đạc cô thu dọn xong chưa? Có đồ thì cần thu dọn đâu, vé máy bay tôi đã đặt xong rồi, Lam Sương Nhi dù sao thì cũng là nghệ sĩ, khi tham gia các tiết mục thì đều mặc quần áo của chương trình rồi. Lam Sương Nhi liền nói lời tạm biệt với Cố Uyển Như, thế thì chúng tôi đi đây. Dường như có gì đó không thích hợp nhưng mà cô ta còn phải đi làm. Nói xong thì hai bên cùng nhau ra bên ngoài quán cà phê chào nhau. Hoàng Tổng nắm chặt lấy cổ tay Lam Sương Nhi, vội vàng không chờ nổi àm muốn rời đi. Mà, lúc này, Giang Hải lại cười lên. Hoàng Tổng, tôi thật sự rất muốn biết là nhà họ Tả đã uy hiếp ông như thế nào. Ông đưa Lam Sương Nhi đi rồi, lại có thể có được lợi ích gì? Làm một con chó nịnh hót lấy lòng, đích thân tới thành phố Giang Tư để đưa Lam Sương Nhi đi, nhà họ Tả sẽ thưởng chút gì đó cho ông thế. Anh Giang, đang nói đùa gì thế, tôi không biết anh đang nói gì cả. Nghe thấy điều này thì sắc mặt Hoàng Tổng thay đổi luôn, nhưng mà được giấu đi rất nhanh chóng, chỉ cần đưa được Lam Sương Nhi vào trong xe taxi rời đi, thì Lam Sương Nhi chưa trải sự đời này sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của ông ta. Giang Hải thu lại nụ cười, ông có biết là tất cả những hành vi này của ông, ở thành phố Giang Tư đều có thể bị giết chết không? Thấy sắc mặt Giang Hải không tốt lành gì, nên sắc mặt của Lam Sương Nhi cũng trở nên sửng sốt, ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt của Hoàng Tổng đã tái mét đi rồi, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt lại có chút sợ hãi. Cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà cô ta không nhìn ra được điều gì không đúng hết. Anh đang nói lung tung gì đó. Hoàng Tổng vội vàng nói, công ty giải trí chúng tôi chính vì dàn xếp việc lớn như thế kia của Lam Sương Nhi, nên đương nhiên phải sắp xếp công việc cho cô ta nhiều hơn rồi, để lấp vào tổn thất của công ty. Lẽ nào, anh muốn giam giữ Lam Sương Nhi lại thành phố Giang Tư, để thực hiện hành vi quấy rối ư? Giọng nói của Hoàng Tổng trở nên cực kỳ kích động, thậm chí còn có chút bất bình, giống như Giang Hải đang đổ oan cho ông ta vậy. Lam Sương Nhi, chúng ta đi thôi. Nói rồi. Ông ta đẩy Lam Sương Nhi vào trong xe taxi. Ở thành phố Giang Tư, bất cứ chiếc xe taxi nào khi tôi nói không được đi thì chẳng ai dám động đậy hết. Giang Hải đưa mắt nhìn lái xe, nghiêng đầu chỉ về phía chiếc xe của chính mình. Chiếc xe mà Giang Hải lái kia có đánh dấu của tập đoàn Uyển Như trên thân xe, còn có bốn chữ tập đoàn Uyển Như thật to nữa. Ở thành phố Giang Tư, bốn chữ này chính là giấy thông hành. Bởi vì những chiếc xe được in bốn chữ này tổng cộng cũng chẳng có mấy cái. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Lam Sương Nhi nhẹ nhàng tránh thoát tay của Hoàng Tổng, mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng mà cô ta có thể nghe thấy được Hoàng Tổng có chút thẹn quá hóa giận, thậm chí trong giọng nói còn có chút run rẩy nữa. Một người là ông chủ nắm trong tay cả công ty giải trí, lại đích thân tới đón một nghệ sĩ hạng hai, chuyện này cực kỳ không thích hợp. Lúc trước, Hoàng Tổng vừa nhìn thấy Lam Sương Nhi thì đã xị mặt ra rồi, lúc nào thì quan tâm tới cô ta như thế chứ? Hoàng Tổng, có phải ông đang lừa tôi không? Có phải là ông đưa tôi tới chỗ của cậu Tả kia không? Giọng nói của Lam Sương Nhi lập tức được nâng cao lên rất nhiều, trong lòng thì lại cực kỳ giận dữ. Hoàng Tổng cắn răng, há miệng ra nói, cô là nghệ sĩ của công ty, tôi làm sao có thể làm ra loại chuyện đó được chứ? Lam Sương Nhi, cô đã quên những gì tôi nói lúc trước rồi à? Tôi muốn bồi dưỡng cô, muốn cô trở thành một nghệ sĩ tuyến một. Cô nghĩ đi, cô tham gia những chương trình mà tôi nói. Sau đó tiếp thêm chút chủ đề lăng xê nữa. Thì độ phủ sóng của cô. Hoàng Tổng tiếp tục lừa gạt. Giang Hải nheo mắt lại, quét mắt nhìn Hoàng Tổng, khinh miệt mà lắc lắc đầu. Hoàng Tổng, sự thật thế nào thì trong lòng ông là rõ ràng nhất, bây giờ đưa Lam Sương Nhi đi thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ông sẽ đưa Lam Sương Nhi cho cậu Tả, mà cô ấy, từ nay về sau sẽ mất đi tự do. Cả cuộc đời này của cô ta, đều sẽ bị hủy hoại luôn. Tôi thật sự hoài nghi, trái tim của ông có phải là máu thịt không vậy? Khi biết bản thân đã bị vạch trần rồi thì có giả vờ lừa gạt thế nào cũng chẳng có tác dụng gì cả. Hoàng Tổng cuối cùng cũng nở nụ cười hung ác. Các người có biết tới nhà họ Tả ở Tề Vân không? Đắc tội nhà họ Tả rồi thì cái công ty nhỏ bé rách nát kia của các người sẽ trở thành cho bụi trong chớp mắt mà thôi. Lẽ nào, các người vẫn còn muốn ra mặt thay cho cô ta ư? Thật ra, chỉ cần Lam Sương Nhi hầu hạ cậu Tả cho thật tốt, dỗ cho cậu Tả vui vẻ, thì việc trở thành ngôi sao hạng nhất còn chẳng phải chỉ là chuyện cậu Tả nói một tiếng là được à.
Nói xong thì Hoàng Tổng lại nhìn Lam Sương Nhi một cách gian ác. Cha của cô, bị tôi mời tới công ty rồi. Cái gì? Lam Sương Nhi kinh ngạc hét lên, sắc mặt lập tức tái nhợt đi. Từ khi mẹ qua đời, cha chính là người thân duy nhất của cô ta. Đồ khốn nhà ông! Lam Sương Nhi hoàn toàn nổi giận rồi, giọng nói trở nên nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi như mưa trong chớp mắt, giống như nổi điên lên lao về phía Hoàng Tổng. Vì sao ông lại bắt cha của tôi? Ông đã làm gì ông ấy rồi? Nếu cha tôi xảy ra chuyện gì thì tôi chắc chắn không bỏ qua cho ông. Bây giờ, ngay bây giờ, ông lập tức thả cha của tôi ra, nếu không, tôi liều mạng với ông. Lúc này, nụ cười trên khuôn mặt của Hoàng Tổng càng ngày càng hung ác hơn. Cũng may trước khi tới đây đã tính toán kỹ, nếu không, vẫn thật sự không bắt được Lam Sương Nhi. Nếu như Lam Sương Nhi đã quan tâm tới cha cô ta như thế, thì sợ là cô ta không thể tiếp tục làm một trinh khiết liệt nữ nữa rồi. Chỉ cần có con tin ở trong tay, thì Lam Sương Nhi chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta, đợi tới khi bị cậu tả thuần hóa xong thì thả ông lão kia đi cũng không muộn. Chẳng ai nghĩ tới được là Hoàng Tổng thế mà lại dám bắt cóc người như thế. Đến cả Giang Hải cũng bị bất ngờ. Trong ấn tượng của anh thì công ty giải trí chính là thuộc giới bạch đạo, nhưng thật không ngờ tới thế mà lại làm ra chuyện khiến thế giới ngầm cũng cảm thấy khinh thường như vậy. Gây họa cho vợ con người thân của họ, thì cho dù là thế thực ngầm thì phần lớn cũng sẽ không làm mấy việc này. Lam Sương Nhi, bây giờ, cô có đi với tôi hay không? Tôi, Lam Sương Nhi không ngờ, sự việc sẽ đi tới bước đường ngày hôm nay. Nếu như cô ta không nghe theo Hoàng Tổng, thì hậu quả cô ta không thể nào đảm nhiệm nổi được. Nhưng nếu như nghe theo, thì cả đời này của cô ta cũng bị hủy hoại rồi. Sương Nhi, cô không cần nghe theo lời ông ta, nếu cô nghe theo thì cả đời này bị hủy hoại luôn đó. Cố Huyền Như bước về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Lam Sương Nhi đang vô cùng đau khổ. Đôi vai run rẩy, trong lòng Lam Sương Nhi đang vô cùng hỗn loạn. Hoàng Tổng lại không hề gấp gáp gì, cúi người châm thuốc một cách nhàn nhã. Lam Sương Nhi khóc cả nửa ngày rồi thì cuối cùng cũng dừng lại. Nhẹ nhàng rời khỏi đôi vai của Cố Huyền Như, hít hít mũi, lau nước mắt. Tôi không thể không có cha được. Tôi không thể để mất ông ấy. Lời nói của cô ta, thể hiện sự bất lực. Lời nói của cô ta, đã nói ra được quyết định. Cô ta, dù có phải chết cũng không thể để cha mình bị dấn thân vào nguy hiểm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 290.